thật khó tưởng tượng nổi, cô gái này một năm nằm bất động trên giường bệnh viện lại có phản ứng, hình như cô sắp sinh rồi. Điều kỳ lạ lúc sinh xong cô đã mở mắt. Nhưng bố của đứa trẻ bây giờ đang tổ chức đám cưới với bạn thân của cô. Nhìn cô dâu đang chậm rãi tiến về phía mình trong một khoảnh khắc, người đàn ông đã nhìn nhầm cô dâu thành mối tình đầu. Seo Jin nghe thấy lời này, nụ cười của cô dần đông cứng. Lúc cô còn chưa kịp phản ứng lại, Kang U đã nhận ra cô dâu không phải tình đầu của mình. Anh khó có thể chấp nhận được. Anh bị dọa sợ lùi lại mấy bước, rồi không cẩn thận làm đổ bàn bánh kem ở bên cạnh. Đám cưới lập tức trở nên xôn xao. Cho dù Kang U bị dính bánh kem khắp người nhưng anh vẫn gọi tên mối tình đầu như cũ. Cô dâu lo lắng bước tới đỡ chồng, không ngờ bị anh ghét bỏ, đẩy ngã xuống đất. Kang U không quan tâm, gọi tên, tìm kiếm bóng dáng của mối tình đầu như bị lên cơn điên. Anh điên cuồng hỏi Ji Ziu đang ở đâu. Đám cưới đang yên đang lành bỗng bị Kang U phá tan tành. Nhìn thấy váy cưới trắng tinh bị dính rượu vang tùm lum và lễ đường lộn xộn, cô dâu không cam tâm mà rơi hai hàng lệ. Rõ ràng mình đã làm tốt đến thế rồi, tại sao vẫn không hơn được? Cô dâu tên cũ là Hong Sun Bok, cô và Ji Ziu là bạn thân từ nhỏ. Hai người đều là những vũ công xuất sắc nhưng thân thế của họ lại cách xa, như trời với đất. Sun Bok là con gái của người giúp việc cho nhà Ji Ziu. Để lấy được học bổng của trường múa, Sun Bok chỉ có thể ngày đêm luyện tập vũ đạo. Nhưng giáo viên lại nói với cô rằng một suất duy nhất đã được trao cho Kang Ji Ziu. Sun Bok tức giận đi tìm cô ấy, lý luận chất vấn tại sao cô ấy lại cướp suất của mình. Rõ ràng hoàn cảnh gia đình dư giả, không phải lo chuyện cơm ăn, áo mặc, rõ ràng biết cô vô cùng cần cơ hội này mà còn lấy suất học bổng của cô. Ji Ziu cũng không biết nên giải thích như thế nào, thì mẹ cô đi vào giải thích, bởi vì đây đều là do mẹ bắt ép, thu xếp mục đích là để cô làm quen với những nhân sĩ nổi tiếng, rồi đi đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài. Thông qua cuộc thi này, bà nói sẽ tiếp tục giúp Sun Bok trả học phí rồi kêu cô từ bỏ cuộc thi lần này. Dù gì, nếu cháu muốn tham gia là vì học bổng. Nghe thấy lời này, vẻ mặt Sun Bok đầy tủi thân, chỉ có thể nhẫn nhịn sự tủi thân này ở trong lòng để bày tỏ lời xin lỗi. Đến xin lỗi Sun Bok, Ji Ziu đã đặc biệt chuẩn bị sinh nhật ở ngoài quán cho cô. Cô ấy gọi điện cho mẹ Sun Bok nhờ Sun Bok mang ô đến giúp mình, định cho cô một bất ngờ vui vẻ. Nhưng trên đường đi, Sun Bok đã bị một tên đàn ông mặc đồ đen đi sau. Hắn nhân đường vắng kéo cô vào một ngõ nhỏ. Nhìn thấy Ji Ziu vừa cười vừa nói phía xa, trong lòng Sun Bok ngập tràn nỗi căm hận. Cô không hiểu rõ ràng Ji Ziu có ô, tại sao lại kêu mình ra ngoài mang ô. Cô hỏi, tại sao toàn bộ bất hạnh đều xảy ra trên người mình? Tại sao cho dù mình nỗ lực, như thế nào cũng không thể thoát khỏi thân phận con gái của người giúp việc, cô không cam tâm. Từ sau tối hôm đó, Sun Bok đã cắt đứt liên hệ với tất cả mọi người. Cho đến 5 năm sau, cô thay đổi vẻ ngoài hoàn toàn, xuất hiện tại các cuộc đấu giá định kỳ của với cái tên Cha Seo Jin. Vừa lướt qua, cô đã nhìn trúng công tử Kang U, với ý đồ câu được anh để gả vào hào môn làm thiếu phu nhân. Vì vậy, Seo Jin đã tạo ra nhiều cơ hội tình cờ. Từ gặp mặt lần đầu tiên gặp nhau ở triển lãm tranh đến ngồi bên cạnh Kang U khi xem buổi biểu diễn bêu. Seo Jin vốn tưởng rằng với vẻ đẹp của mình, cô có thể dễ dàng khiến Kang U phải lòng mình, nhưng Kang U lại nói với cô bản thân đã hẹn bạn gái ăn trưa. Khi Seo Jin phát hiện bạn gái của Kang U chính là bạn thân cũ của mình, Ji Ziu. Điều này khiến Ji Ziu bị dọa đến đánh rơi bó hoa xuống đất, vẻ mặt không thể tin nổi, trong lòng thì đầy ghen tị. Cô tức giận xé hết poster xuống rồi vứt dưới đất, ra sức đạp lên thề rằng nhất định sẽ cướp đi mọi thứ của Ji Ziu. Đây là cơ hội duy nhất để cô thoát khỏi nghèo khó. Seo Jin gọi điện cho người bí ẩn, yêu cầu người đó giúp sắp xếp cơ hội gặp mặt tiếp theo, mà người bí ẩn này chính là anh rể của Kang U. Năm đó, anh ta đã tìm người cứu Hong Sun Bok ra, còn nói sẽ cho cô một vị trí ngoài tầm với. Vì vậy, Bộ trưởng Bion đã cho Hong Sun Bok một diện mạo mới trở về Hàn Quốc với tư cách sinh viên xuất sắc của Đại học Stanford. Mục đích cuối cùng là gả cho Kang U, từ đó nắm giữ toàn bộ tập đoàn Mo E-sang. Để tạo cơ hội cho Seo Jin và Kang U gặp mặt, Bộ trưởng Bion đã bàn giao việc thu hồi đất cho Kang, còn Seo Jin nghiễm nhiên trở thành người sở hữu đất. Cô cố tình hẹn địa điểm bàn bạc ở quán bar. Nhân lúc Kang U nghe điện thoại, cô liền cố tình thay đổi ly rượu. Kang U không hay biết liền nâng ly, uống cạn trong một hơi. Nhìn thấy vậy, Seo Jin một nụ cười tà ác. Từ đây, tác dụng của thuốc rất nhanh đã phát tác, công tử nhà giàu say đến mềm nhũn, được khiêng vào khách sạn. Hôm nay là ngày Kang U đi gặp bố mẹ của bạn gái. Mẹ vợ là người đầu tiên không thể ngồi yên oán trách con gái tìm bạn trai ở đâu, mà lần đầu tiên gặp phụ huynh đã vô lễ như vậy, bà tức giận, quay người rời khỏi phòng bếp. Bố cũng cho rằng anh chàng này không đáng tin cậy, an ủi con gái, không nên để bụng, Ji Ziu nghe vậy nóng lòng đến bật khóc. Cô gọi cho Kang U hết lần này đến lần khác. Cuối cùng đã liên lạc được vào sáng hôm sau, nhưng người nhận điện thoại lại là một người phụ nữ. Đây là phòng 840 khách sạn. Ji Ziu biết được vị trí của Kang U bây giờ, lòng đầy lo lắng bất an. Cô đến trước cửa phòng 840 lấy hết can đảm gõ cửa. Quả nhiên người ra mở cửa là một người phụ nữ đầu bù tóc rối. Nhìn đống quần áo lộn xộn dưới đất và Kang U vẫn đang ngủ say. Ji Ziu thật sự không dám tin vào mắt mình.
Giờ phút này, cô cảm giác như trời sập. Cô cố gắng kìm lại nước mắt, uất ức nhờ người phụ nữ chuyển lời tới Kang U sẽ đợi anh ở đại sảnh, bởi vì cô không có dũng khí để gọi người đàn ông tỉnh dậy. Ji Ziu vừa rời khỏi phòng, Seo Jin đã đưa một xấp thù lao cho người phụ nữ, nói sau này có gì cần nhờ, vẫn sẽ tìm cô. Tiếp đó, cô ta lấy điện thoại của Kang U, nhắn tin chia tay với Ji Ziu đang đợi ở đại sảnh. Nhìn thấy tin nhắn, Ji Ziu hoàn toàn thất vọng, không cam tâm mà rơi những giọt nước mắt đau lòng. Cô muốn gọi cho Kang U, hỏi cho ra nhẽ, nhưng điện thoại đã bị vứt vào ly rượu vang. Sau khi tỉnh rượu, Kang U ngơ ngác không còn chút ký ức nào về chuyện đêm qua. Mặc quần áo xong thì chuẩn bị rời đi, không ngờ bị Seo Jin gọi lại, yêu cầu anh chịu trách nhiệm với mình. Kang U một lòng muốn đi gặp bố mẹ vợ, quay người xin lỗi Seo Jin xong rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Nhưng làm sao Seo Jin có thể bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy được? Cô gọi cho bạn trai cũ Đông Su dặn dò anh thực hiện bước thứ hai trong kế hoạch. Bên này, Kang U đang định gọi xe đến nhà Ji Ziu thì bị một chiếc ô tô bất ngờ xuất hiện tông bay rồi ngã xuống đất, ngay lập tức đầu bị chảy máu, hôn mê bất tỉnh. Đông Su lạnh lùng đứng ở một bên xem, trùng hợp là Ji Ziu vừa đi ngang qua, nhưng lúc này đã tâm như cho tàn, cô hoàn toàn không phát hiện ra bạn trai đang nằm dưới đường. May mắn là Kang U chỉ bị chảy sức nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày là có thể khôi phục. Ji Ziu bên này vừa về đến nhà thì điện thoại bỗng nhận được một tin nhắn. Nội dung bên trong toàn là những bức ảnh không đứng đắn của Kang U. Mẹ nhìn thấy ảnh thì chết sững, Ji Ziu vội vàng giành lại điện thoại. Cô không ngờ đối phương lại vô liêm sỉ đến như vậy. Cướp người đàn ông của cô còn gửi ảnh của Kang U. Cô liền lập tức hẹn người phụ nữ ra ngoài gặp mặt. Vừa gặp nhau, người phụ nữ đã lấy ra một tấm poster nói rằng cô ta và Kang U đã gặp nhau tại buổi đấu giá. Đây cũng không phải là lần đầu tiên họ đi khách sạn, hơn nữa đã cùng nhau đi xem buổi biểu diễn Bale. Nghe thấy vậy, Ji Ziu hoàn toàn suy sụp, phải biết rằng trên sân khấu công diễn ngày hôm đó, bản thân đang ở trên đó khiêu vũ nhưng Kang U lại đang tán tỉnh các cô gái dưới khán đài. Ji Ziu mất hồn, mất vía ngồi trước cửa nhà mãi không dám vào nhà. Cô không biết nên đối mặt với bố mẹ như thế nào, vậy mà trong chiếc xe gần đó, Seo Jin đang lạnh lùng quan sát hết tất cả. Nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc, đau lòng của Ji Ziu, nội tâm vặn vẹo của cô ta vô cùng hài lòng. Nhưng đây chỉ là khởi đầu của sự trả thù Ji Ziu của cô ta. Sau khi khôi phục vết thương, ngày nào Kang U cũng đến nhà Ji Ziu yêu tình cô. Nhưng nếu không phải bị người giúp việc tạt muối vào người, thì là bị em trai Ji Ziu đánh cho một trận, mắng nhiếc anh ta là một tên phụ lòng, không biết xấu hổ kể từ những gì đã xảy ra lần trước. Ji Ziu giống như một người đã mất hồn, cho dù bố mẹ ở bên cạnh chỉ dẫn như thế nào, Ji Ziu vẫn không thể thoát ra khỏi nỗi buồn. Thậm chí vì tinh thần quá tệ, cô còn ngất xỉu trong phòng. Bố đưa vào bệnh viện kiểm tra mới phát hiện Ji Ziu vậy mà đã có thai rồi. Hai cha con nghe tin trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Rất rõ ràng đứa bé này là của Kang U. Để tìm hiểu rõ ràng chuyện gì đã xảy ra giữa con gái và Kang U, bố cô đã lợi dụng thân phận viện trưởng học viện kiểm sát để tìm thuộc hạ điều tra kẻ ức hiếp con gái mình. Viện trưởng Kang vừa nhìn đã nhận ra cô gái trong ảnh chính là cô con gái bị mất tích của người giúp việc nhà mình, Hong Sun Bok. Vì vậy, ông đã chạm mặt Seo Jin trong bãi đỗ xe, nói ra chính xác những việc mà cô và bộ trưởng Bai On đã làm, cổ trách Seo Jin vì sao lại đối xử với con gái mình như vậy. Uổng công nhà bọn họ cho cô ăn, cho cô ở, cho cô đi học đại học, cuối cùng mới phát hiện ra mình đã nuôi một con sói mắt trắng. Đối mặt với những lời buộc tội giận dữ của viện trưởng Kang, Seo Jin mạnh miệng không chịu thừa nhận. Viện trưởng Kang chỉ có thể gọi người phụ nữ kia ra. Seo Jin thấy vậy lộ ra vẻ mặt, không thể tin được người phụ nữ thú nhận tất cả mọi chuyện ngay trước mặt. Việc đã đến mức này, viện trưởng Kang cũng nói những điều vô nghĩa với cô, nói với Seo Jin con gái mình đã có thai. Nếu đã không phải là lỗi của Kang U, thì ông ấy vẫn sẽ chấp thuận người con rể này, tuyên bố sẽ nói sự thật với Kang U vào ngày mai và khuyên Seo Jin mau chóng quay đầu là bờ, bản thân sẽ bỏ qua chuyện trước đây và chấp nhận cô một lần nữa. Viện trưởng Kang nói xong thì rời khỏi bãi đỗ xe, Seo Jin thì gọi cho bộ trưởng Bai On, ngay lập tức nói cho ông ta biết viện trưởng Kang đã biết hết mọi chuyện. Bộ trưởng Bai On nghe xong lập tức lạnh mặt, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng đáng sợ. Sáng hôm sau, viện trưởng Kang đưa Ji Ziu đến để tìm Kang U. Trên đường, Ji Ziu vô tình phát hiện có một chiếc xe phía sau vẫn luôn bám theo bọn họ. Bố cô thấy vậy lập tức đạp mạnh chân ga, cố gắng thoát khỏi Đông Su đang theo sau chiếc xe. Chiếc xe phía sau rồ ga tăng tốc độ, hai chiếc xe cứ thế đuổi nhau trên đường nhưng đến một góc rẽ, một chiếc xe tải lớn bất ngờ lao về phía họ. Để tránh chiếc xe tải lớn, viện trưởng Kang đã đâm vào hàng rào bảo vệ chiếc xe treo leo ngay bên vực. Tính mạng của hai cha con đang bị đe dọa, Đông Su vẫn còn có lương tâm, vốn định đi cứu bọn họ nhưng lại bị bộ trưởng Bai On vừa chạy tới cản lại, bởi vì chiếc xe tải kia chính là do ông ta sắp xếp. Cứ như vậy, hai người đã trơ mắt nhìn xe của viện trưởng Kang lao thẳng xuống biển. Người phụ nữ bị người bạn thân nhất hãm hại, bị rơi xuống biển với bố, nước biển dần dần nhấn chìm thân dưới của họ. Cảm giác đáng sợ của cái chết khiến Ji Ziu hoảng loạn, liên tục kêu gọi bố đang bị hôn mê. Sau khi tỉnh lại, bố nhìn tình cảnh trước mặt thì ngay lập tức giúp con gái tháo dây đai an toàn, dặn dò cô phải tiếp tục sống thật tốt.
ông dặn con đã sắp làm mẹ rồi, nhất định phải sống sót, phải sống sót. Bố cô nói xong thì dùng hết sức lực cuối cùng đẩy con gái ra khỏi xe. Sau khi ra ngoài, Jiju cố gắng cứu bố ra nhưng một cô gái yếu đuối, như cô hoàn toàn không kéo được. Bố biết rằng nếu chuyện này cứ tiếp tục kéo dài vậy thì cả hai người họ không ai có thể sống sót. Vì vậy, ông đã bịn rịn buông tay con gái, nhìn bố bị kẹt trong xe chìm dần xuống, trái tim Jiju lúc này như bị vỡ nát. Khoảng cách xa nhất trên thế giới cũng không thể bằng cách biệt âm dương. Với khát vọng sống mạnh mẽ, Jiju đã bơi đến một bờ đá. Cô cố gắng hết sức để leo lên, nhưng vì đã tiêu hao quá nhiều thể lực trên biển, nên bị trượt chân rồi rơi xuống biển lần nữa. Lần này Jiju không vùng vẫy nữa bởi vì cô đã kiệt sức rồi. Rất nhanh cảnh sát đã đến hiện trường vụ tai nạn, vớt được chiếc xe bị chìm dưới biển. Viện trưởng Kang không may qua đời nhưng tung tích của Jiju thì không rõ. Trong tang lễ, mẹ Jiju không chịu nổi cú sốc trực tiếp bị ngất đi. Sau khi tỉnh dậy, bà nói với Kang U nhất định phải giúp mình tìm được Jiju. Biết tin hai người vì đi tìm mình nên mới xảy ra tai nạn, Kang U hứa sẽ giúp tìm Jiju. Nhưng muốn tìm một người trong biển rộng mênh mông chắc chắn là mò kim đáy biển. Ngay cả những người cứu hộ cũng nói với Kang U đã trôi qua nhiều ngày như vậy. Bạn gái anh không có khả năng vẫn còn sống. Kang U không muốn chấp nhận thực tế tàn khốc này. Anh tiếp tục tìm kiếm Jiju một mình như đang phát điên. Anh tìm từ đêm đến ngày liên tục tìm kiếm trong nhiều ngày, đến cuối vẫn không phát hiện ra tung tích của Jiju. Điều này khiến cảm xúc của Kang U sụp đổ nhiều lần, mỗi ngày đều ngồi trên bờ, không bỏ cuộc hết đi hết lại cái tên Jiju. Sau khi bình tĩnh lại, anh chợt nghĩ ra gì đó lái xe đến thẳng bệnh viện gần đó. Anh thầm nghĩ nếu Jiju đã được cứu, vậy chắc chắn cô sẽ được gửi đưa bệnh viện gần đó. Kang U kiên nhẫn hỏi thăm từng bệnh viện có người phụ nữ nào không rõ danh tính không, nhưng các y tá nói rằng họ không nhìn thấy. Trên đường về anh nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát nói với anh rằng, có một người phụ nữ không rõ danh tính gọi Kang U đến để giúp xác nhận danh tính. Anh bất an đến nhà xác, cảnh sát nói với Kang U rằng thi thể bị phân hủy nghiêm trọng, không thể phân biệt nhận dạng được khuôn mặt nữa. Lúc này, tay của người chết đột nhiên rơi ra nhìn sợi dây chuyền quen thuộc, trên tay người phụ nữ càng khiến Kang U lập tức sụp đổ, sụi lơ trên mặt đất, bởi vì chiếc vòng tay này là tín vật tình yêu mà anh ấy đã trao cho Jiju. Nghĩ đến đây Kang U không thể tiếp tục kìm nén cảm xúc, nắm tay người chết, đau lòng, khóc lớn. Rõ ràng chỉ vài ngày trước họ còn cùng nhau ước hẹn trên bãi biển. Nhưng giờ anh chỉ có thể nắm tay bạn gái mà khóc. Thử hỏi có người đàn ông nào có thể chịu được đả kích như vậy nhưng anh nằm mơ, cũng không ngờ tới là thật ra Jiju thật chưa chết mà đã được ngư dân đi ngang qua cứu, rồi đưa đến bệnh viện với danh tính không xác định. Khi Kang U đến bệnh viện tìm Jiju, hành tung của anh đều nằm trong sự giám sát của Seo Jin, biết rằng Kang U đang tìm kiếm tung tích của Jiju. Seo Jin và Dong Su cũng đi từng bệnh viện để nghe ngóng, cuối cùng, họ đã đi trước Kang U một bước. Nhìn thấy Kang Jiju trong tình trạng hôn mê, nhưng bác sĩ nói với Seo Jin do bị thiếu oxy trầm trọng sau khi rơi xuống biển, tế bào não của cô ấy đã chết, vì vậy được phán định là sống một cuộc đời thực vật. Nhưng điều khiến bác sĩ ngạc nhiên là đứa trẻ trong bụng Jiju đã sống sót, như một kỳ tích. Nghe đến đây, ánh mắt của Seo Jin rung lên bất an. Nhìn Jiju đang hôn mê trên giường bệnh, Seo Jin quyết định tạm thời giữ một mạng cho cô. Lúc này một ý tưởng khủng khiếp bỗng xuất hiện trong tâm trí cô ta. Để cướp người đàn ông của bạn thân mình, đầu tiên cô ta chúc thuốc ngủ công tử nhà giàu với một ly rượu, rồi nhân cơ hội leo lên giường anh. Sau đó, cô tỉ mỉ dàn dựng một vụ tai nạn xe hơi, không chỉ giết bố của bạn thân mà còn làm Jiju thành người thực vật. Biết đứa con trong bụng bạn thân bình an vô sự, Seo Jin lại bắt đầu có chú ý gì đó với đứa bé. Cô nhờ bạn trai cũ tìm xác một phụ nữ không rõ lai lịch, giả mạo Kang Jiju đã chết bằng cách này đã lừa gạt thành công bạn trai Kang U của bạn thân. Sau đó, cô tìm một viện điều dưỡng hẻo lánh, thu xếp ổn thỏa Jiju đang hôn mê. Để ngăn người khác đến viện điều dưỡng điều tra, Seo Jin còn sử dụng tên cũ Hong Sun Bok của mình để đăng ký vào viện cho Jiju. Từ nay, cô sẽ là Hong Sun Bok. Sau đó, Seo Jin đến trước cửa nhà Jiju đã cắt đứt liên lạc với gia đình nhiều năm. Bây giờ, khi cần người mẹ này, Seo Jin mới nhớ tới việc nhận lại bà. Sau đó cô đưa mẹ đến viện điều dưỡng. Thấy con gái còn sống, mẹ vui mừng khôn xiết nhưng sau khi nghe con gái nói ra kế hoạch, trong lòng bà bị dọa nhảy dựng, bà không ngờ con gái mình lại độ ác như vậy. Gia đình Jiju yêu không hề bạc đãi gì với hai mẹ con, bà khiển trách làm vậy sẽ bị trời phạt. Thấy không thể thuyết phục được mẹ, Seo Jin riêng đành phải diễn khổ nhục kế trước mặt. Cô ta đe dọa mẹ, giữa Jiju và mình chỉ có thể chọn một. Người mẹ bị ép bất đắc dĩ, đành phải thỏa hiệp xin nghỉ công việc bảo mẫu ở nhà Jiju, nói dối muốn cùng con gái ra nước ngoài hưởng phúc. Thực tế thì bà ở trong viện điều dưỡng chăm sóc cho Jiju. Để nhanh chóng thực hiện giấc mộng hào môn của mình, Seo Jin đã tiết lộ ảnh chụp mình và Kang U ra vào khách sạn cho các phương tiện truyền thông xã hội lớn. Cô ta muốn lợi dụng áp lực dư luận để buộc bố Kang U phải đồng ý cho anh lấy cô ta. Sau đó, cô ta nhận được ảnh siêu âm của đứa bé trong bụng Jiju từ bác sĩ trong viện điều dưỡng rồi đặt bức ảnh trước mặt chủ tịch Du. Yêu nói với ông đây là con của Kang U,
nhờ chủ tịch yêu chủ trì hôn lễ cho mình. Biết tin con trai lăng nhăng bên ngoài, mặc dù bố rất tức giận, nhưng ông sợ vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty hơn. Vì vậy đã ép Kang U cưới Seo Jin. Dù Kang U vẫn còn tình cảm với Jiju, nhưng đứa trẻ vô tội đành buộc phải đồng ý với cuộc hôn nhân này. Cứ như vậy, Seo Jin đã thuận lợi được gả vào hào môn. Tuy nhiên, vào ngày cưới, tính khí của Kang U đột ngột thay đổi. Anh ta điên cuồng tìm kiếm Jiju tại hôn lễ, không ngừng đập phá. Cuối cùng, chủ tịch yêu gọi nhân viên bảo vệ mới kết thúc được trò hề này. Mặc dù Seo Jin cảm thấy rất tủi thân, nhưng xem như cô đã thực hiện được giấc mộng hào môn. Vì bị Kang U làm mất mặt trong đám cưới, chủ tịch Du trong lúc tức giận dự định cho con trai ra nước ngoài bồi dưỡng. Thời gian trôi qua từng ngày, bụng Jiju ngày càng lớn. Hôm Kang U đi nước ngoài bồi dưỡng, Seo Jin cố tình vác cái bụng to đi tiễn. Cô bảo Kang U ở nước ngoài yên tâm học hành, bản thân sẽ thường xuyên gửi ảnh đứa bé cho anh. Đối mặt với cô vợ mình không có tình cảm này, thái độ của Kang đối với cô ta vô cùng thờ ơ, đi thẳng vào phòng chờ mà không ngoảnh lại. Nhưng điều Kang U không biết là, đêm đó anh và Sian trong sạch hoàn toàn chưa phát sinh quan hệ, thì làm sao có thể có con. Rất nhanh đã đến ngày sinh của Jiju. Mẹ Seo Jin ở ngoài cửa, lo lắng đến mức quay cuồng. Phải biết là người thực vật sinh con rất nguy hiểm. May là mọi chuyện diễn ra như Seo Jin mong muốn. Jiju sinh được một cậu con trai mập mạp. Nhìn đứa trẻ đang ngủ say, Seo Jin không khỏi nở một nụ cười mãn nguyện. Nhưng khi cô ta hỏi dạo này Jiju thế nào, mẹ lại buồn bã khóc nói với con gái rằng sau khi sinh con đã không may qua đời. Dong Su lấy giấy chứng tử của Jiju chứng minh lời mẹ nói. Seo Jin biết tin ngoài mặt không thể hiện gì nhưng trong lòng lại mừng muốn chết. Không có tảng đá chắn đường Jiju này, bản thân có thể bắt đầu một cuộc sống mới rồi. Nào ngờ mẹ đã lừa gạt cô ta. Jiju, người có hào quang của nhân vật chính vẫn chưa chết, dưới sự van xin của bảo mẫu đã hợp tác với Dong Su để che giấu chuyện này với Seo Jin. Sau đó bảo mẫu bí mật đến nhà Jiju báo tin Jiju vẫn còn sống cho hai mẹ con. Hai người đi theo địa chỉ trên tờ giấy tìm thấy bệnh viện nơi Jiju đang nằm. Hai mẹ con mừng đến phát khóc, mà không biết rằng con gái hiện đang trong tình trạng thực vật. Seo Jin lo lắng sự mềm lòng của mẹ sẽ làm hỏng việc tốt của cô, vì vậy buộc mẹ đi ra nước ngoài. Sau khi xử lý xong toàn bộ việc vặt, Seo Jin ôm đứa bé đi vào từng bước thành công, bước vào cánh cửa hào môn mà cô ta luôn mơ ước. Nhưng ngay khi cô ta nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, Jiju trong bệnh viện đột nhiên có phản ứng và từ từ mở mắt. Cô bị bạn thân hãm hại, trở thành người thực vật. Cô hôn mê một năm nhưng đã hạ sinh thành công đứa bé như một kỳ tích. Tuy nhiên, cô bạn thân mưu mô không chỉ chiếm lấy đứa bé làm của riêng, mà còn lợi dụng đứa trẻ để biến giấc mộng hào môn của mình thành hiện thực. Nhưng chính nhờ lần sinh đẻ ngoài ý muốn này, Jiju đã tỉnh dậy từ những ký ức đau buồn. Vì ở trong tình trạng thực vật trong một thời gian dài nên sau khi tỉnh dậy, cô đã mất hết ký ức. Jiju sờ vết thương trên bụng, luôn cảm thấy như mình đã đánh mất điều gì đó, nhưng cô nghĩ vắt óc cũng không thể nhớ ra. Trước mắt 5 năm đã trôi qua, một nhà ba người đã bán căn biệt thự lớn của mình, thuê một căn nhà nhỏ trong một ngôi làng nhỏ. Sống một cuộc sống bình thường, mẹ và em trai lo lắng vì yêu khó chấp nhận, vẫn chưa dám nói Jiju về câu chuyện đã xảy ra 5 năm trước. Sau khi mất trụ cột gia đình là, bố Jiju đã chủ động gánh vác gánh nặng của gia đình, ban ngày đi khắp mọi nẻo đường, ngõ hẻm, giao đồ ăn, đến tối còn tăng ca làm công việc thủ công. Hôm đó là ngày Kang U Jiju học về. Seo Jin dẫn con trai 5 tuổi đến sân bay đón anh. Cậu bé là đợt bước lên chào hỏi, chào bố, con là con trai của bố tên là Du Chung Sim. Kang U gượng cười, sau đó không thèm nhìn Seo Jin, kéo vali định rời đi. Anh chẳng có chút yêu mến nào đứa con trai này cả. Anh cho rằng vì sự xuất hiện ngoài ý muốn của nó, nên hôn nhân của mình mới bất hạnh như thế này. Việc đầu tiên Kang U làm khi về nước là đến nơi Jiju xảy ra chuyện trong 5 năm mất đi Jiju. Anh giống như một xác chết biết đi vô tri, vô giác sống uổng phí thời gian. Đêm đó anh chán nản, buồn bã, uống đến say khướt. Seo Jin muốn cởi quần áo giúp chồng, không ngờ lại bị Kang U hất ra nói muốn chia phòng ngủ riêng. Đối mặt với cô vợ mưu mô này, Kang U không thể ở bên cô ta dù chỉ một phút. Anh trịnh trọng cảnh báo Seo Jin, về sau đừng làm chuyện lợi dụng lúc người ta khó khăn nữa. Việc này khiến cảm xúc của Seo Jin sụp đổ ngay lập tức. Rõ ràng cô ta mới là vợ hợp pháp, tại sao vẫn không bằng một người phụ nữ đã chết 5 năm trước? Vì mẹ Seo Jin không chịu được sự cắn rứt của lương tâm, nên đã bị mắc chứng mất trí nhớ. Seo Jin định đón mẹ về và nhốt bà lại, không ngờ bà nhân lúc y tá không chú ý lặng lẽ bỏ chạy, rồi sau khi bị cảnh sát phát hiện thì được đưa đến nhà Jiju. Khi bà nhìn thấy Jiju đã chết, sống lại sợ đến trốn dưới gầm bàn, lẩm bẩm xin lỗi không ngừng. Điều này khiến Jiju cảm thấy rất khó hiểu. Hôm sau, trên đường cô đi giao đồ ăn, tình cờ lướt qua Dong Su. Nhìn hình xăm kia trên của người đàn ông, những ký ức rời rạc lóe lên trong tâm trí Jiju. Cô đoán chắc chứng mất trí nhớ của mình có liên quan gì đó đến anh ta. Vì vậy, Jiju đã bắt taxi đi theo Dong Su nhưng cuối cùng vẫn để mất dấu. May là bạn học Min Son Ho đủ thông minh, đã lấy di động chụp lại biển số xe của Dong Su. Anh ấy và Jiju từng là bạn học đại học,
vẫn luôn yêu thầm nữ thần mà không dám thổ lộ. Son Ho nhờ bạn bè tra giúp biển số xe, biết được chiếc xe đó thuộc sở hữu của tập đoàn Mo E-sung. Biết tin, Ji Ziu đã đến công ty muốn gặp Dong Su nhưng cô không hẹn trước, chị gái lễ tân sẽ không cho cô vào. Trùng hợp là Kang U đã tình cờ đi ngang qua đúng lúc này, nhưng hai bên không nhìn thấy nhau. Đúng là số phận chớ trêu ngươi. Trên đường về nhà, Ji Ziu đụng phải chủ tịch Ziu đang lên cơn đau tim. Người phụ nữ tốt bụng vội vàng nhà thuốc chu đáo đưa cho chủ tịch Ziu, lúc này mới cứu được ông một mạng, xong việc còn gọi xe cho chủ tịch Ziu. Sự nhiệt tình của Ji Ziu đã khiến chủ tịch Ziu có ấn tượng tốt với cô. Hôm sau, Ji Ziu đến quán làm việc, tình cờ biết được từ bà chủ tịch Du đột ngột ngã bệnh, hiện đang tìm nhân viên chăm sóc phù hợp. Nghe thấy tin này mắt Ji Ziu sáng lên, nếu có thể vào làm việc trong nhà chủ tịch, biết đâu mình sẽ nhớ lại được. Sau khi về nhà sửa soạn cẩn thận, cô đến nhà chủ tịch Ziu để phỏng vấn y tá. Khi Ji Ziu phát hiện chủ tịch yêu cần chăm sóc lại là ông lão mà mình đã cứu, cả hai không khỏi cùng cảm thấy bất ngờ. Không ngoài dự đoán, chủ tịch yêu rất hài lòng với Ji Ziu, nói rằng cô ấy có thể đến làm việc vào ngày mai, nhưng ngày đầu tiên Ji Ziu đến nhà họ Du làm việc đã đụng phải trên Seo Jin. Thấy bạn thân đã chết 5 năm đột nhiên xuất hiện, Seo Jin suýt thì bị dọa cho vỡ tim hai mắt mở to. Ji Ziu không nhớ tên, bèn chào, xin chào, tôi là Kang Ji Ziu. Seo Jin nằm mơ cũng không ngờ tới một người phụ nữ đã chết 5 năm, vậy mà vẫn còn sống, sờ sờ đứng trước mặt mình. Nhìn gương mặt quen thuộc kia của Ji Ziu, Seo Jin sợ đến mức chết lặng, không ngờ lúc này cô ấy đã mất trí nhớ, hoàn toàn không quen biết kẻ thủ cướp con giết bố đang đứng trước mặt cô. Điều này khiến Seo Jin cảm thấy rất khó hiểu, biết rằng Ji Ziu là nhân viên chăm sóc cá nhân của chủ tịch. Trong lòng Seo Jin băn khoăn không thôi, nếu bị chồng nhìn thấy mối tình đầu của mình vẫn còn sống, thì tất cả những gì cô ta có bây giờ sẽ tan thành mây khói. Seo Jin chặn chồng đang chuẩn bị đi làm, nói dối mình có chuyện phải đi gặp bố chồng nhờ Kang U giúp đưa con trai đến trường, nhờ đó thành công đuổi Kang U ra khỏi biệt thự. Sau đó, Seo Jin đến tìm Dong Su, gặp được người thì giận dữ tát anh ta một cái, hỏi Dong Su rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Dong Su nói cho Seo Jin biết sự thật, Seo Jin xin nghe thấy thì hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ta không ngờ hai người mình tin tưởng nhất lại đồng thời phản bội mình. Cô ta tức giận tát Dong Su một lần nữa. Sau đó, Seo Jin nhân lúc Kang U không ở đây cưỡng chế lôi Ji Ziu ra khỏi biệt thự, chỉ trích sốt của cô muốn làm gì, tại sao lại xuất hiện trong nhà mình. Cô ta suy nghĩ rằng vì muốn trả thù mình phá hủy mọi thứ mình đang có, cho nên mới lẻn vào nhà họ Ziu làm y tá. Ji Ziu nói ra chuyện mình mất trí nhớ, nói vào nhà họ Du chỉ để tìm lại ký ức. Lúc đó Seo Jin mới hiểu rằng cô ấy đã mất trí nhớ. Cô ta lấy ra một số tiền từ trong túi, nói là trợ cấp thôi việc cho Ji Ziu, nói rằng cô đã bị sa thải. Không đợi Ji Ziu phản ứng gì, Seo Jin đã nhét tiền vào tay Ji Ziu rồi lên xe, đạp chân ga bỏ chạy mất dạng. Sau đó, Seo Jin đến văn phòng chủ tịch nói với ông ấy rằng Ji Ziu đã từ chức. Lý do là chê bố chồng khó hầu hạ. Mặc dù chủ tịch cảm thấy hơi tiếc nhưng không mảy may nghi ngờ lời của con dâu. Nhưng đến nửa đêm chủ tịch lên cơn đau tim, đột ngột gọi nhiều người nhưng không ai trả lời. Trong tuyệt vọng, ông đã bấm số điện thoại của Ji Ziu. Sau khi nhận được cuộc gọi, Ji Ziu vội vã ra khỏi cửa đến nhà họ Du. Sau khi được cứu, chủ tịch than trách Ji Ziu có được mức lương đãi ngộ tốt như vậy mà từ chức sau lưng mình. Lúc này Ji Ziu mới hiểu ra hóa ra không phải chủ tịch muốn sa thải mình. Cô không khỏi nghi ngờ động cơ của Seo Jin là gì. Bên này, Ji Ziu vừa chuẩn bị về nhà, không ngờ gặp phải Kang U đang say rượu. Nhìn thấy khuôn mặt ngày đêm mong nhớ này, Kang U không thể tin vào mắt mình. Ji Ziu không chết, anh kích động ôm cô vào lòng. Nhiệt độ từ cơ thể cho Kang U biết đây không phải là mơ. Mặc dù Ji Ziu đã mất trí nhớ nhưng đối mặt với người đàn ông này, trong lòng cô lại buồn bã một cách khó hiểu. Hình ảnh mập mờ của hai người không ngờ bị Seo Jin đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy cô, không cho phép giải thích kéo Ji Ziu. Kang U muốn đuổi theo thì bị người ta tấn công từ phía sau. Bị rượu ảnh hưởng, Kang U bất tỉnh ngay tại chỗ. Seo Jin đưa Ji Ziu đến cửa nhà, tức giận nói với tài xế đưa người phụ nữ đáng ghét này đi. Hôm sau khi tỉnh rượu, Kang U càng điên cuồng tìm kiếm Ji Ziu trong biệt thự để đánh tan nghi ngờ của chồng. Seo Jin nói dối rằng tối qua Kang U say rượu lại nghĩ mình là Kang Ji Ziu. Cô ta thành công lừa được Kang U ngốc nghếch. Seo Jin ngay sau đó đã đi tìm Ji Ziu để tính sổ. Cô ta giơ tay tát cô một bạt tay siêu mạnh, tức giận khiển trách Ji Ziu đã cầm tiền của mình, vậy mà còn dám xuất hiện trong nhà cô ta. Sau đó cô ta còn cảnh báo Ji Ziu nếu có lần sau, thì không chỉ là một cái tát không đâu. Nhìn biểu hiện chột dạ của Seo Jin, cô càng chắc chắn trong nhà đó có chuyện liên quan đến ký ức của mình hơn. Cô trả lại tiền cho Seo Jin và nói với cô ta rằng mình sẽ quay lại làm việc. Không đợi xem phản ứng, Ji Ziu đã quay người bỏ đi, điều này khiến Seo Jin rất tức giận, thề rằng sẽ đuổi được Ji Ziu ra khỏi nhà họ Du. Cô ta chạy đến trước mặt chị dâu, châm lửa nói rằng Ji Ziu là kẻ mưu mô. Mục đích tiếp cận chủ tịch là để có được gia tài. Chị dâu chanh chua vừa nghe đã nổi giận lôi đình đi tìm Ji Ziu, tát cô một bạt tai mắng cô là hồ ly tinh vô liêm sỉ, vậy mà vọng tưởng quyến rũ bố mình.
Tất nhiên Di Diêu không thừa nhận tiếng xấu bị vu oan giáng họa đó, và nói cần được giải thích mình trong sạch. Trả lời cô là một cái tát khác từ chị dâu. Thấy vậy, Xiao Jin vừa vĩnh đến khuyên can chị dâu bảo Di Diêu lập tức cút ra khỏi nhà họ Du, tránh để bố bị kích thích vì chuyện này không nghe theo chị dâu. Nếu bây giờ cô rời khỏi nhà họ Yêu, vậy thì tương đương với việc thừa nhận tiếng xấu là hồ ly tinh. Thấy Di Diêu không biết suy xét như vậy, chị dâu lại giơ tay muốn đánh cô nhưng bị Di Diêu bắt được, nói rằng nếu muốn đuổi cô ra khỏi nhà này, vậy thì hãy tìm lý do có thể thuyết phục được cô. Di Diêu nói, xong liền mặc kệ bà chị dâu điên cuồng phía sau quay người rời khỏi nhà bếp. Thấy như vậy mà vẫn không đuổi được Di Diêu đi, Xiao Jin như phát điên, ánh mắt cô ta lạnh lẽo, một ý nghĩ độc ác nảy ra trong đầu. Hôm sau cô ta hẹn Di Diêu một mình đến phòng sách, nói muốn kể cho cô những ký ức trước đây. Khi nhìn thấy cô, bản thân rất ghét, rất hận cô. Di Diêu không hiểu, hỏi, tại sao? Bởi vì cô và chồng tôi đã ngoại tình lén lút sau lưng tôi. Khi đó tôi đã có thai, cô thật sự rất cao tay cướp lấy chồng của tôi. Di Diêu đã bị sốc khi nghe điều này, cô không ngờ con người trước đây của mình lại khốn nạn như vậy. Di Diêu không thể chấp nhận được sụp đổ, khóc lớn mà không ngờ tới Xiao Jin đã đổi trắng thay đen toàn bộ. Khi Di Diêu không biết làm thế nào mới tốt, lúc này, Kang U đã trở về nhà. Khoảnh khắc Di Diêu quay người lại, Kang U không kìm được hét lên, Di Diêu, người đàn ông không dám tin vào mắt mình, anh kìm lòng không được gọi tên người phụ nữ. Anh run rẩy bước về phía trước, dùng tay chạm vào mặt Di Diêu. Anh nhớ nhung cô, biết bao lần đã đau lòng, tuyệt vọng, biết bao lần điều không chân thật bằng giờ phút này. Nhiệt độ truyền đến tay nói với anh rằng Kang Di Diêu, cô ấy đã quay về rồi. Nhưng Kang U không ngờ tới là Di Diêu lại vùng vẫy tránh khỏi vòng tay anh, nước mắt lưng tròng vội vàng rời khỏi nhà bếp. Cô bị mất trí nhớ, tin vào lời nói dối của Xiao Jin, tưởng mình là con giáp thứ 13, vì vậy cật lực muốn chạy trốn khỏi Kang U. Kang U không hiểu tại sao Di Diêu lại hành động như vậy. Nếu còn sống, tại sao không tới thì mình phải biết rằng 5 năm này không có Di Diêu. Anh sống như một xác chết, biết đi đối mặt với người đàn ông quen thuộc nhưng xa lạ này, trái tim Di Diêu ngũ vị tạp trần. Kang U xúc động ôm cô vào lòng, bày tỏ nỗi nhớ Di Diêu trong mấy năm nay. Không ngờ Di Diêu vì cảm xúc dao động quá lớn, trong đầu lại hiện lên một số hình ảnh đau lòng trực tiếp ngất đi trong lòng Kang U. Kang U vội vàng đưa cô đến bệnh viện. Anh biết được Di Diêu bị mất trí nhớ từ bác sĩ. Kang U vốn muốn ở lại phòng bệnh trông cô nhưng bị Di Chan giận dữ đuổi ra ngoài. Cậu không có thiện cảm nào với Kang U, cho rằng anh ấy là người đã phá hoại gia đình mình. Sau khi ra ngoài, Kang U nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Anh ấy đã gặp Kang Di Diêu, người rõ ràng còn sống, nhưng Xiao Jin đã nói dối anh ấy, Kang Di Diêu đã chết rồi. Cứ nghĩ tới chuyện này là Kang U lại nổi giận. Anh cầm thỏa thuận ly hôn đi tìm Xiao Jin, thái độ kiên quyết muốn ly hôn với cô ta. Bây giờ đã biết được Di Diêu chưa chết, vậy thì cuộc hôn nhân của hai người cũng đã đi đến hồi kết. Đương nhiên Xiao Jin không đồng ý, phải biết rằng vì để có được vị trí như hôm nay, cô là một người mà ngay cả mẹ cũng có thể bỏ rơi. Đầu tiên, cô ta lấy con da làm lá chắn, nói rằng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của Trung Sim. Sau đó đe dọa Kang U sẽ tuyên bố với bên ngoài rằng là hồ ly tinh đe dọa uy hiếp. Làm mọi thứ có thể em tuyệt đối sẽ không ly hôn. Xiao Jin nói xong thì tức giận xé giấy ly hôn. Kang U tức giận nhưng không thể làm gì. Hôm đó Di Diêu đến nhà tang lễ thăm bố thì gặp được trợ lý trước đây của ông. Trợ lý đưa cho cô một cuốn sổ nói rằng đó là ghi chép viện trưởng Kang viết lúc còn sống. Bên trong chứa đầy tình yêu và quan tâm của bố với Di Diêu, mô tả mối quan hệ giữa Di Diêu và Kang trước tai nạn xe hơi. Đọc xong nhật ký, Di Diêu ôm mặt khóc thảm thiết. Cô nhận ra chắc chắn bố đã biết được điều gì đó nên mới bị tai nạn xe hơi. Cô thề sẽ tìm lại ký ức đã mất. Để đuổi được Di Diêu đi càng sớm càng tốt, Xiao Jin đã đặc biệt đưa thư nặc danh cho chủ tịch Diêu. Bên trong là ảnh chụp chung của Di Diêu và những người đàn ông khác nhau, có cả đối thủ cạnh tranh. Chủ tịch nhìn thấy ảnh không lập tức đòi Di Diêu chứng thực. Ông không tin đứa nhỏ ngốc nghếch đã nhiều lần cứu mạng mình, lại là một gián điệp thương mại được đối thủ phái đến. Nhìn vào tài liệu dự án bị loại bỏ trên bàn, chủ tịch quyết định thử kiểm tra Di Diêu, cố tình đưa tài liệu này cho cô ấy, bảo Di Diêu đọc xong thì nêu một chút ý kiến. Sau một hồi kiểm tra như chủ tịch suy đoán, Di Diêu hoàn toàn không phải là gián điệp thương mại. Ông nhận ra rằng có người nào đó đang hát nước bẩn. Vì vậy, chủ tịch đã gọi ba người họ lại với nhau, đặt những bức tranh đó lên bàn bảo bọn họ đối chất ngay trước mặt. Cô chị dâu chột dạ rất nhanh đã nói hớ. Việc này khiến chủ tịch nổi giận lôi đình mắng Xiao Jin và con gái đến to đầu. Và nghiêm khắc cảnh báo hai người nếu còn dám sử dụng thủ đoạn không đứng đắn như vậy, một lần nữa bản thân sẽ đuổi họ ra khỏi nhà. Hôm sau Kang U hẹn Di Diêu ra ngoài một mình hỏi chuyện trước đây của mình. Cô trước đây có thật sự giống như Xiao Jin nói, là một người phụ nữ xấu xa, quyến rũ Kang U. Kang U giờ mới biết tại sao Di Diêu lại kháng cự mình như vậy. Anh ấy giải thích mối quan hệ giữa hai người với Di Diêu. Hồi đó, họ đã lên kế hoạch kết hôn là vì sự xuất hiện của Xiao Jin đã khiến mọi chuyện sau này trở nên hỗn loạn. Anh ấy thậm chí còn bị tai nạn xe hơi. Không lâu sau khi tỉnh dậy thì nhận được tin xấu rằng
Jiju đã xảy ra tai nạn xe hơi, những năm này vẫn tưởng rằng cô đã chết. Bản thân sống như một xác chết biết đi. Sau khi nghe Kang U nói xong, Jiju không khỏi nghi ngờ động cơ Seo Jin nói dối mình, nói không chừng cái chết của bố cô có liên quan đến cô ta. Cô nói với Kang U về chứng mất trí nhớ của mình, nhờ anh khi ở nhà nhất định phải duy trì khoảng cách như vậy, cô mới có thể tìm ra sự thật tốt hơn. Biết rằng Đông Su xuất hiện trong ký ức của Jiju, không ngờ vì anh nhìn thấy cảnh tượng đáng kinh ngạc này, Seo Jin và anh ta dây dưa lôi kéo nhau trước cửa nhà Kang U không ra khỏi xe, ngay lúc đó vạch trần cả hai mà quay về phòng ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Kết quả, anh lại phát hiện ra trên lưng vợ mình có hình xăm giống y hệt Đông Su. Anh kết hôn với người phụ nữ này, 6 năm mới phát hiện ra vợ có hình xăm đôi cánh sau lưng, trùng hợp là trên cổ tên tài xế của nhà cũng có hình xăm đôi cánh giống vậy. Điều này khiến Kang U nghi ngờ hai người đang giấu mình chuyện gì đó, thậm chí còn nghi ngờ rằng đứa con trai 5 tuổi có khả năng không phải thân sinh với mình. Thế là Kang U giấu vợ, bí mật làm xét nghiệm quan hệ cha con. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra khiến anh nửa vui, nửa buồn. Chung Sim và anh có quan hệ huyết thống, Kang U không bao giờ ngờ tới là con trai là thân sinh của mình. Nhưng mẹ thì không phải mẹ ruột mà là đứa trẻ của anh và mối tình đầu, Jiju sinh ra. Kang U mặc dù đã xác nhận con trai là của mình, nhưng thấy Đông Su và Seo Jin không tách rời, Kang U quyết định điều tra thân thế của vợ. Thông qua trợ lý giúp đỡ nhe ngóng, phát hiện lý lịch làm việc của Đông Su hoàn toàn là giả. Anh ta lớn lên trong cô nhi viện, từ nhỏ đã nghỉ học từ sớm, vẫn luôn là một tên côn đồ lưu manh, cho đến khi anh ta gặp được một người phụ nữ mới kết thúc cuộc sống côn đồ của mình. Người phụ nữ tên là có lẽ là Hong Sun Bok. Sau khi biết tin, Kang U đã đi tìm Jiju hỏi xem cô ấy có quen biết Hong Sun Bok không. Jiju luôn cảm thấy mình đã nghe cái tên này ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra. Nhưng hai người nói chuyện đã tình cờ bị bộ trưởng Bion nghe thấy. Ông ta đến tìm Seo Jin mắng cô to đầu, trách móc cô làm việc kiểu gì mà để mọi chuyện bị bại lộ như vậy. Biết tin chồng đang điều tra mình, Seo Jin lập tức hoảng hốt. Nếu như bị anh phát hiện ra danh tính thực sự của Seo Jin, vậy thì tất cả các kế hoạch của họ sẽ tan thành bong bóng. Kang U bên này đã tìm thấy bạn cũ của Đông Su. Anh gấp gáp hỏi người đàn ông có biết Hong Sun Bok hay không. Người đàn ông nhận được thù lao hậu hĩnh thì nói với Kang U, Hong Sun Bok là người phụ nữ mà Đông Su nhặt về. Họ đã từng sống cùng nhau, nhưng không được bao lâu thì cô ta đã chết vì bệnh thì Hong Sun Bok qua đời. Anh hỏi lại xem liệu có chắc chắn không. Tên kia đáp, chẳng lẽ anh sợ lời tôi nói sẽ làm người ta sống lại. Kang U thực sự tin lời nói dối của hắn ta. Đây là cạm bẫy mà bộ trưởng Bion đã thiết kế sẵn. Người đàn ông này là diễn viên ông ta thuê về. Ông ta dặn dò Seo Jin nhất định phải xử lý chuyện này cho tốt, thu xếp tốt toàn bộ những người biết thân phận của họ. Trở lại văn phòng, Seo Jin chợt nghĩ đến cô y tá đỡ đẻ cho Jiju năm đó, cũng biết danh tính thực sự của họ. Vì vậy, Đông Su được phái đến bệnh viện để tìm y tá năm nọ nhằm định bịt miệng bằng tiền. Trùng hợp Jiju cũng đang đưa bảo mẫu đến bệnh viện khám bệnh, bọn họ gặp được cô y tá kia trước một bước. Cô y tá vừa lướt qua đã nhận ra Jiju. Suy cho cùng, người thực vật sinh con đã khiến cô có ấn tượng sâu đậm. Trời ơi, cô thật sự là cô Hong Sun Bok sao? Cô y tá hỏi. Nghe điều này Jiju có vẻ bối rối, ngay khi cô hỏi y tá tại sao, bảo mẫu đột nhiên thay đổi tính khí, hoảng hốt chạy trốn. Khi thấy vậy, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đuổi theo, mà cảnh hai người đuổi nhau đã bị Đông Su tình cờ nhìn thấy. Anh ta lập tức tìm y tá lấy tiền bịt miệng. Khi Jiju đến bệnh viện một lần nữa để tìm y tá, thì nhận được thông báo rằng y tá đã từ chức. Ngay khi Seo Jin nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, thì không ngờ lúc đi tuần tra cửa hàng lại gặp được bạn học cấp 3. Seo Jin thấy vậy, sợ tới quay đầu bỏ chạy. Cô là Sun Bok, cô bạn cấp 3 hỏi. Seo Jin chối đầy đẩy, xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi. Seo Jin vốn nghĩ mình không thừa nhận là được. Không ngờ bạn học nữ lại lập tức đi tìm Jiju, kể cho câu chuyện mình vừa gặp Hong Sun. Jiju biết tin thì bất ngờ không thôi. Cô không ngờ Hong Sun Bok lại là bạn cấp 3 của mình còn là bạn thân nhất. Để giúp Jiju phục hồi trí nhớ tốt hơn, Kang U đã đặc biệt nhờ bác sĩ riêng của bố tìm một chuyên gia trong lĩnh vực này cho Jiju. Với sự giúp đỡ của chuyên gia, Jiju nhớ lại ký ức với bố. Ký ức đau buồn khiến cô không khỏi bật khóc. Nhưng điều khiến Jiju nhớ đó là có một đứa trẻ luôn xuất hiện trong tâm trí cô, lần nào cũng nhảy xuống biển trước mặt cô ấy, được cô cứu lên rồi biến mất. Đứa trẻ cứ khóc mãi không ngừng khiến trái tim cô thực sự rất đau. Sau một vài lần thử nghiệm, bác sĩ nghi ngờ liệu có phải do tai nạn xe hơi mà Jiju từng mất con hay không. Kang U vô cùng đau buồn khi biết tin cho rằng Jiju bị tai nạn xe hơi nên đã sảy thai. Anh không khỏi cảm thấy tự trách. Anh không nói cho Jiju chuyện này, lo lắng cô ấy sẽ không thể chấp nhận được. Nhưng không ngờ tới đứa bé là bị Seo Jin cướp đi, trở thành con trai của anh trong một thân phận khác. Nhưng những năm này, dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của Seo Jin và những cuộc cãi vã bất tận giữa bố mẹ không thể tưởng tượng được Du Chung Sim kẹt ở giữa đã trải qua những ngày tháng như thế nào. Cho đến khi Jiju đến ngôi nhà này, Chung Sim mới dần trở nên vui vẻ, thường xuyên tìm Jiju chơi với mình, chơi mệt rồi còn nhờ cô tắm cho mình.
Nhưng khi Du giúp Trung Sim rửa chân thì bất ngờ phát hiện Trung Sim có vết bớt giống y hệt mình. Jiju vì mất trí nhớ đã không nhận ra tiểu thiếu gia thực ra là con ruột của cô. Lúc đầu muốn cướp người đàn ông của cô ấy, nên đã vạch kế hoạch cho một vụ tai nạn xe hơi ngoài ý muốn. Sau khi biến thành người thực vật, thì nhân cơ hội cướp Jiju con mà cô ấy hạ sinh, lấy đứa bé làm quân cờ để được gả vào hào môn. Có lẽ là do tình mẫu tử nên ngày đầu tiên bước vào ngôi nhà này, tiểu thiếu gia đã rất có thiện cảm với cô. Cậu thường xuyên tìm Jiju chơi với mình. Họ cùng nhau chơi trốn tìm. Họ cùng nhau hong khô mồ hôi dưới nắng. Họ cùng nhau trải qua quãng thời gian vui vẻ. Trên người cảm thấy tình yêu của một người mẹ hơn bao giờ hết. Mà đối với đứa bé này, Jiju cũng cảm thấy một cảm giác thân thiết không thể giải thích được. Mỗi khi mình bị bắt nạt bởi Seo-jin và những người khác, cậu bé giống như một thiên thần nhỏ sưởi ấm nội tâm đau buồn của cô ấy. Thậm chí có mấy lần khi nhìn vào khuôn mặt tươi cười của cậu đều trùng khớp với cậu bé trong giấc mơ của cô. Cô không thể ôm cậu bé trong giấc mơ. Nhưng lần này, cuối cùng cậu đã trong lòng cô. Nhưng chuyện tốt không kéo dài lâu. Khi hai người chơi trốn tìm cùng nhau thì Seo-jin vừa về đến nhà phát hiện. Cô ta chột dạ mắng nhức Jiju một trận rồi thô bạo kéo ra con trai khỏi phòng. Cô ta trách mắng cậu không được chơi với bảo mẫu thấp kém. Nào ngờ Trung Sim bị dọa sợ, lại chạy ra phía sau dì giúp việc. Seo-jin dọa nạt Trung Sim, con đang làm gì vậy? Vẫn không qua đây cho mẹ, mẹ phải dạy con một bài học. Thấy con trai mình quá ỷ lại vào bảo mẫu, trong lòng Seo-jin vừa lo lắng vừa tức giận. Cô ta cưỡng ép, kéo cậu bé vào trong phòng bên, có lẽ không thiếu một hồi dạy dỗ. Jiju vừa bất lực vừa cảm thấy đau lòng một cách khó hiểu. Bởi vì ban ngày nhìn thấy hình ảnh và con trai thân thiết ngọt ngào nên khiến Seo-jin liên tục gặp ác mộng vào ban đêm. Trong mơ cô ta bị nhẫn tâm ruồng bỏ, còn Jiju và Trung Sim nắm tay bước ngày càng xa. Bất kể cô ta gọi như thế nào cũng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào từ cậu. Quá sợ hãi, cô ta lập tức khiến bật dậy khỏi cơn ác mộng. Cô ta vội vã đến phòng của Trung Sim, thấy cậu đang ngủ ngon chưa bị cướp đi. Lúc này cô ta mới thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng sống trong nơm nớp lo sợ từng ngày như này, cô ta thật sự không thể chịu đựng được nữa. Nội tâm vặn vẹo phát tiết toàn bộ sự tức giận trong lòng lên người Jiju. Cô ta lấy ra đống rèm cửa ném chúng xuống đất, yêu cầu dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ và chỉ được giặt bằng tay. Chờ cho đến khi giặt hết đống rèm cửa, lại bắt cô quỳ xuống để lau sàn nhà, thậm chí còn kêu Jiju đi cọ nhà vệ sinh. Bị gây khó dễ đủ điều, Jiju vẫn thoải mái tiếp nhận. Mục đích duy nhất mà cô đến đây làm việc là để lấy lại những ký ức đã mất và tìm ra nguyên nhân cái chết của bố. Cảnh tượng này tình cờ bị Kang U vừa về nhà nhìn thấy. Nghĩ đến cô vũ công bêu tỏa sáng trên sân khấu trước đây, bây giờ lại ở đây lau sàn nhà. Điều này khiến anh sắp bị tức chết rồi. Anh trực tiếp ném máy hút bụi, rồi kéo Jiju đi ngay trước mặt Seo-jin, khiến cô ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ta càng nghĩ càng tức giận, đập máy hút bụi một lần nữa. Không ngờ bị chủ tịch vừa về đến nhà nhìn thấy, chủ tịch không ngờ cô ta giống người đàn bà chanh chua như vậy. Giờ thì hay rồi, không tra tấn được Jiju thì thôi, giờ còn bị bố chồng mắng cho to đầu, đúng là tự chuốc họa vào thân. Hôm đó vì bảo mẫu quá bận nên đã nhờ Jiju đi đón tiểu thiếu gia tan học. Khi nhìn thấy là Jiju đến đón mình, Trung Sim hạnh phúc chạy vào vòng tay của cô. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của cậu, Jiju luôn cảm thấy nhẹ nhõm một cách vô thức. Khi hai người đi ngang qua công viên, cậu bé muốn chơi cầu trượt một lúc. Bởi vì suốt ngày bị kiểm soát nghiêm ngặt, nên cậu chưa bao giờ được chơi với những đứa trẻ khác. Sau khi nghe thấy, Jiju rất đau lòng, cô dặn cậu nhất định phải chú ý an toàn. Bên này, Seo-jin biết tin là Jiju đi đón con trai mình tan học nên sốt ruột gọi điện thoại đến, yêu cầu đưa về nhà ngay lập tức. Nhưng khi hai người đang nói chuyện điện thoại, bỗng có một tiếng hét truyền đến từ phía sau khiến Jiju tái mặt. Trung Sim không cẩn thận rơi khỏi cầu trượt, trán bị đập chảy máu ròng ròng. Thấy vậy, cô vô cùng hoảng hốt lo lắng, thậm chí không cầm điện thoại, nhanh chóng ôm Trung Sim đến bệnh viện. Cô bế cậu đi qua dòng xe tấp nập suýt bị tai nạn. Nhìn Trung Sim hôn mê trong vòng tay, cô cảm thấy một nỗi đau không thể giải thích được. Giống như con của chính mình bị thương vậy. Cho dù bị rơi giày cũng không ngăn được bước chân tiến lên của Jiju. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ nói với cậu bé cần khâu vết thương. Do chưa có ai đến, cô đành phải tự ký tên với thân phận là người nhà của cậu bé. Seo-jin biết tin ngay sau đó đã chạy đến bệnh viện. Biết rằng do sơ suất của Jiju hại con trai mình phải khâu 8 mũi trên trán, cô ta giận dữ tát cô một bạt tai, chỉ trích rốt cuộc đã làm gì con trai mình. Cảm xúc bị kích động, cô ta vẫn muốn động thủ tiếp thì bị Kang U vừa chạy đến cản lại kịp thời. Lúc này y tá gọi tên mẹ của đứa trẻ, Jiju phản xạ có điều kiện mà bước về phía trước. Nhưng nhìn thấy Seo-jin chạy đến, lúc này cô mới nhận ra bản thân không phải là mẹ của cậu. Điều này khiến cô cảm thấy một sự mất mát không thể giải thích được. Sau khi vợ chồng xử lý chuyện của con trai xong, cô bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc tới một lần nữa. Sau đó mất hồn mất vía mà rời khỏi bệnh viện, cô không hề nhận ra một chiếc giày đã bị mất. Nhìn thấy hình ảnh gia đình ba người rời đi, cảm xúc trong lòng cô vô cùng hỗn độn. Không ngờ lẽ ra cô mới là người ngồi trong xe, cô mới là mẹ ruột của đứa trẻ.
Sau khi trở về nhà, Seo Jin lập tức mách chuyện Ji Ziu cho bố chồng, nói là cô ấy hại con trai phải khâu 8 mũi, cô ta còn bày tỏ mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua, muốn đuổi ra khỏi nhà vì chuyện này. Để tránh xung đột không cần thiết, chủ tịch bảo Ji Ziu về nhà nghỉ ngơi vài ngày, chờ đến khi Seo Jin bớt giận rồi trở lại làm việc sau. Trước khi ra về mới biết tin từ bảo mẫu, mấy hôm bị thương Chung Sim đều không muốn ăn gì. Thế là cô đã nấu cháo cho cậu, muốn đưa cháo qua rồi mới rời đi. Nhưng lúc cô ra ngoài thì bị Seo Jin chặn ngoài cửa, cô ta trực tiếp hất tô cháo xuống đất. Cô ta sỉ nhục Ji Ziu là một con rắn độc đã hại con trai mình thành như thế này, mà còn có mặt mũi xuất hiện ở đây. Cô ta như bị điên cuồng mà đuổi Ji Ziu đi. Hành vi quá khích của Seo Jin khiến Ji Ziu cảm thấy rất khó hiểu. Cô ta giống như rất sợ mình nhìn thấy, lẽ nào cô ta có bí mật gì không muốn để người khác biết. Nhưng bản thân Ji Ziu vẫn không thể yên tâm, cô nấu một ít món ăn nhẹ mà cậu yêu thích rồi đưa cho bảo mẫu. Chung Sim ăn một miếng đã biết là Ji Ziu nấu, lập tức đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Cho dù bị gọi như thế nào, cậu bé cũng không ngoảnh lại. Chạy ra ngoài biệt thự quả nhiên nhìn thấy Ji Ziu đang chuẩn bị rời đi, cậu hạnh phúc lao vào vòng tay của cô. Hai người đã không gặp nhau nhiều ngày không giấu được niềm vui trong lòng. Seo Jin đuổi theo ra ngoài thấy vậy thì rất tức giận, cô ta không quan tâm phản kháng dữ dội mà kêu, ôm cậu đi một cách thô bạo. Cô ta còn hung ác cảnh cáo Ji Ziu, sau này đừng xuất hiện trước mặt con trai mình nữa. Còn chỉ trích cô không những cướp mất trái tim của chồng mình, mà bây giờ ngay cả con trai mình cũng không tha. Nói xong cô ta tức giận đẩy Ji Ziu sang một bên. Hôm đó Bộ trưởng Bion gấp gáp tìm chủ tịch, nói rằng khi dự án mới khảo sát đất đã xảy ra một số mâu thuẫn với người dân địa phương. Chủ tịch vừa nghe thấy lập tức tự mình đi xem, nhưng họ vừa mới đến hiện trường, chưa đợi Ji Ziu mở cửa cho chủ tịch đã bị mọi người thay nhau ném trứng thối ở bên ngoài. Ji Ziu ngay lập tức rơi vào nguy hiểm, Kang U thấy vậy vội bước tới để bảo vệ cô. Nhưng họ đã bị bao vây nhất thời không lên được xe, đành phải kéo Ji Ziu tìm lối thoát khác. Cả hai trốn vào trong một ngôi nhà bỏ hoang, lúc này mới thoát khỏi người dân. Định đợi họ đi rồi mới đi ra, không ngờ cửa bị người ta khóa từ bên ngoài, không thể mở ra. Tệ hơn là di động của cả hai đều ở trong xe, vì vậy họ bị mắc kẹt trong phòng, chờ được giải cứu. Trong lúc đó Kang U đã kể mọi thứ giữa hai người từ quá khứ cho Ji Ziu. Ji Ziu biết được Kang U yêu mình sâu sắc như vậy, cô không kìm được lòng mà rơi nước mắt. Mối quan hệ giữa họ đang dần được hàn gắn. Hai người chờ đợi suốt một đêm cho đến hôm sau mới được người ta phát hiện và thả họ ra. Seo Jin biết được từ Đông Su rằng Ji Ziu được Kang U cứu, hơn nữa họ còn cùng nhau qua đêm trong nhà hoang, cô ta hoàn toàn phát điên. Dù đã kết hôn 6 năm, nhưng cô ta chưa bao giờ được chồng yêu thương chỉ vì anh vẫn nhớ nhung, không quên được mối tình đầu. Đôi mắt cô ta trở nên lạnh lẽo, nếu đã không thể làm gì càng Ji Ziu, vậy thì bắt đầu ra tay từ người nhà của cô. Dưới sự sắp xếp của Seo Jin, hai người phụ nữ chanh chua xông vào nhà Ji Ziu, cứ mở miệng ra là mắng Ji Ziu là hồ ly tinh, vu khống cô ấy quyến rũ một người đàn ông đã có gia đình, nói rồi xông lên túm tóc mẹ Ji Ziu, ấn bà xuống đất không chút thương tiếc, thậm chí họ còn đập phá đồ đạc trong nhà. Ngay cả bảo mẫu ngớ ngẩn cũng không trốn thoát. Chỉ cho đến khi Ji Chan dẫn bạn về nhà, cho hề này mới dừng lại. Chờ khi Ji Ziu trở về, trong nhà đã là một mớ hỗn độn. Cô cảm thấy khó hiểu, hỏi mọi người nguyên do. Em trai tức giận nói nguyên nhân cho Ji Ziu, cho rằng tất cả là do chị gái gây ra. Chưa đợi Ji Ziu giải thích, mẹ cũng đã đứng dậy mắng cô, Kang U đã hại bọn họ đến thê thảm như vậy, tại sao vẫn ở bên nó? Mẹ càng nói càng kích động trực tiếp ra tay, quở trách con gái sao lại không yên phận như vậy. Dù gì bà cũng không cho Ji Ziu cơ hội giải thích. Cũng vì chuyện này mà sau đó bà ngã ra sàn bất tỉnh. Biết tin mẹ Ji Ziu bị ngã bệnh vì chuyện này, Ji Chan tức giận đi tìm Kang U. Gặp được thì cho anh một cú đấm mạnh rồi nói cho anh biết có người tìm đến nhà Ji Ziu, làm khùng làm điên, còn vu khống cô là hồ ly tinh. Kang U vừa nghe thấy vậy cũng biết Seo Jin đứng sau thao túng. Anh nổi giận lôi đình về nhà túm lấy Seo Jin, chất vấn đã làm gì người nhà của Ji Ziu. Seo Jin thầm thừa nhận mà hỏi Kang U rốt cục đêm qua đã cùng Ji Ziu làm gì. Anh tức giận nói, nếu cô muốn trút giật thì cứ tìm tôi, bất kể chuyện gì thì cứ trút lên đầu tôi, sao phải đi tìm Ji Ziu? Cô ta hỏi, tại sao? Tại sao ư? Bởi vì cho dù tôi làm gì anh cũng không biết, nhìn tôi không có ích gì cả. Kang U nghe xong cũng lười giải thích, chẳng muốn phí lời với cô ta, nói sau khi xử lý xong mọi chuyện, anh sẽ đệ đơn ly hôn, sau đó thì cầm túi đi, không muốn ở cùng Seo Jin nữa. Điều này khiến Seo Jin lập tức hoảng sợ. Nếu ly dị với Kang U, dễ dàng như vậy, vậy thì cô nhất định sẽ phải quay về như ban đầu, làm Hong Sun Bok, con gái của bảo mẫu Seo. Cô ta nhanh chóng đuổi theo, thể rằng về sau bản thân sẽ là một người vợ, người mẹ tốt, cầu xin Kang U tha thứ cho cô lần này. Đối mặt với người phụ nữ mình chẳng có chút tình cảm này, càng khiến Kang U chán ghét cô ta đến cực điểm. Anh hất cô ta ra một cách giận dữ rồi rời khỏi thư phòng, không thèm ngoảnh đầu lại. Seo Jin thấy vậy vẫn không bỏ cuộc mà đuổi theo, nhưng đã không phát hiện ra. Khi hai người giằng co, bức ảnh chụp Kang U và Seo Jin đã rơi xuống đất, tình cờ bị Bộ trưởng Bion nhìn thấy.
Seo Jin đuổi theo Kang U ra ngoài, vẫn dây dưa không dứt. Cô ta bị ép vào bước đường cùng, đứng chặn ngay trước đầu xe, cố gắng ngăn cản chồng rời khỏi căn nhà này. Không ngờ Kang U trực tiếp bẻ lái, không thèm nhìn cô mà rời đi. Thấy chồng tàn nhẫn như vậy, nội tâm Seo Jin ngũ vị tạp trần. Khi Seo Jin đi chân trần trở lại phòng làm việc, bộ trưởng Bion đã ở đó. Seo Jin nhìn thấy bức ảnh thì biết chuyện không ổn, lập tức quỳ xuống trước mặt bộ trưởng Bion, thừa nhận Ji Ziu là người phụ nữ trước đây của Kang U. Biết tin Seo Jin đã che giấu cái chết của Ji Ziu với mình, và Kang U chuẩn bị ly hôn với cô, bộ trưởng Bion nổi trận lôi đình cho rằng Seo Jin đã không còn giá trị lợi dụng nữa, định vứt bỏ con cờ này để cô ta quay trở lại cuộc sống thấp kém trước đây. Dù Seo Jin có cầu xin thế nào đi chăng nữa, bộ trưởng Bion cũng không muốn dính dáng gì đến cô. Sau khi rời khỏi nhà, Kang U lập tức đến nhà Ji Ziu xin lỗi, nhưng vừa bước vào cửa đã bị mẹ Ji Ziu tạt nước khắp người. Vừa nghĩ đến chồng mình chết vì Kang U, con gái bị sát hại biến thành kẻ ngốc và nỗi ô nhục bản thân phải nhận. Mẹ Ji Ziu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, nói những lời không hay với Kang U, thậm chí còn muốn động thủ. Ji Ziu thấy vậy đành phải khuyên Kang U rời đi trước, đợi đến khi sức khỏe mẹ ổn định rồi nói sau. Dù Kang U không xin được bà tha thứ nhưng mối quan hệ của anh và Ji Ziu tiến triển rất nhanh chóng. Cả hai thường bí mật gặp nhau sau lưng, Kang U quyết định bắt đầu lại từ đầu với Ji Ziu, mà Ji Ziu bên này vẫn còn tình cảm với anh. Họ đã đến với nhau một cách tự nhiên và chân thành. Hôm đó, chủ tịch Ji Ziu nói với Ji Ziu nhờ cô giúp chuyển sổ sách cho Kang U. Kang U biết tin Ji Ziu đến công ty mà không giấu được niềm vui trong lòng, để tránh bị người khác quấy rầy. Khi bọn họ ở riêng với nhau, Kang U còn cố ý kéo Ji Ziu ra ngoài công ty. Anh nhìn ngắm khuôn mặt mình ngày đêm mong nhớ này, càng không thể kìm được mà giơ tay chạm vào khuôn mặt cô. Cảnh tượng này đúng lúc bị Seo Jin nhìn thấy. Cô ta không ngờ họ lại trắng trợn như vậy, vậy mà dám tán tỉnh nhau trong công ty. Seo Jin tức giận đánh rơi quần áo xuống đất, tiến lên kéo Ji Ziu lại. Cô ta cầu xin Ji Ziu hãy mau chóng biến mất khỏi mắt tôi, biến mất ngay lập tức. Thấy thế, Kang U hỏi Seo Jin đang làm cái gì thế? Thấy Kang U bảo vệ Ji Ziu như vậy, Seo Jin sắp tức chết rồi. Kang U thì không muốn để ý đến người phụ nữ chanh chua này, dẫn Ji Ziu rời khỏi công ty khiến Seo Jin vừa tức giận vừa bất lực. Để được mẹ vợ tha thứ, Kang U đã hẹn gặp mặt bà ở quán cà phê một mình. Anh chân thành quỳ dưới đất gửi lời xin lỗi sâu sắc đến mẹ Ji Ziu, cầu xin bà cho mình một cơ hội để bù đắp. Mẹ Ji Ziu thấy được sự chân thành của Kang U, muốn xem anh ngụy biện như thế nào. Sau cuộc trò chuyện sâu sắc với mẹ Ji Ziu, Kang U lúc này mới biết cái đêm mà anh và Seo Jin say khướt. Seo Jin không chỉ gọi đến hiện trường, mà còn gửi ảnh thân mật đến điện thoại của cô ấy. Khi biết được Seo Jin đã làm như vậy, Kang U tức giận đi tìm cô ta, chất vấn Seo Jin đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Có phải là kế hoạch do cô dựng lên? Seo Jin không biết xấu hổ nói với Kang U, mình làm tất cả những chuyện đó là vì yêu anh. Anh hỏi cô ta, làm sao cô còn dám nói đó là vì tình yêu? Trông cái dã tâm vừa xấu xỉ vừa bẩn thỉu của cô, tôi không thể chịu đựng được nữa. Kang U nói xong tức giận đóng sầm cửa bỏ đi ngay lập tức. Anh lập tức đi tìm bố mình nói với bố rằng mình sẽ ly hôn với Seo Jin. Bố tức giận đến nổ đầu, trừng mắt nổi trận lôi đình với con trai, nhưng thái độ của Kang U vô cùng kiên quyết. Bố đành phải gọi Seo Jin đến hỏi xem cô có đồng ý ly hôn không. Seo Jin đồng ý không chút do dự nhưng cô đã đưa ra một điều kiện, đó là chia một nửa tài sản của gia đình. Cô ta nói là để đảm bảo cho cuộc sống sau này của mình. Bộ trưởng Bion nghe thấy thì trợn mắt há mồm, ông ta không ngờ Seo Jin lại ăn lớn đến vậy. Chủ tịch Ji bị dọa cho chết sững hơn, tài sản đã tiết kiệm cả đời, sao ông có thể đồng ý được? Vì thế ông kiên quyết phản đối ý định ly hôn của Kang U. Ông nói rằng nếu con trai vẫn u mê, không chịu tỉnh ngộ, vậy thì bản thân sẽ cắt đứt quan hệ cha con với anh. Anh nói, vậy chúng ta đoạn tuyệt quan hệ đi, con không muốn bất cứ thứ gì, con từ bỏ tất cả. Con muốn ly hôn. Bố anh nghe thấy vậy vô cùng tức giận, tức không chịu được đuổi Kang U ra khỏi phòng. Thấy đã ngả bài với bố rồi mà vẫn không thể thoát khỏi cha Seo Jin, Kang U tức giận đập vỡ đồ đạc. Anh đi tìm Ji Ziu, ngay lập tức lên kế hoạch từ bỏ mọi thứ của mình, đưa cô ấy ra nước ngoài sinh sống, bởi vì ở đây ngột ngạt đến mức anh không thể thở được. Kang U biết đó là một quyết định khó khăn, bảo Ji Ziu hãy suy nghĩ cẩn thận, nói anh sẽ đợi cô ở nơi đã hẹn trước. Nhưng điều khiến Kang U không ngờ tới là tiền bỏ trốn mà anh chuẩn bị sẵn đã bị Seo Jin phát hiện. Việc này không khỏi khiến cô nghi ngờ Kang U. Ji Ziu cầm vé máy bay mà Kang U đưa cho không biết lựa chọn như thế nào. Rõ ràng có rất nhiều lý do để từ chối nhưng cô không thể lừa dối trái tim mình. Sáng hôm sau, Kang U chỉ thu dọn đơn giản một lượt rồi định đến nơi hẹn luôn. Để không bị Seo Jin phát hiện, anh còn đi xuống bằng cầu thang bộ, không ngờ vẫn tính thiếu một bước. Dong Su ở ngoài đã đợi sẵn ở đó, liền đập một gậy khiến Kang U ngất đi. Sau khi kiểm tra điện thoại của Kang U, Seo Jin mới biết cả hai muốn bỏ trốn. Việc này làm cô ta cảm thấy rất tức giận, thầm nghĩ trong lòng phải ngăn cản họ bằng mọi giá. Seo Jin trực tiếp đến địa điểm hai người đã hẹn trước. Nhìn thấy người đến, Ji Ziu có chút hoảng hốt, Seo Jin tức giận mắng cô là hồ ly tinh.
vậy mà muốn bỏ trốn với Kang U. Cô ta đe dọa Di Diêu dã man, nếu có lần sau, bản thân nhất định sẽ trả lại y nguyên cho gia đình cô. Di Diêu tự biết mình đối lý, không phản bác lại Seo Jin, mà cô không biết rằng cô mới là người nên có một gia đình hạnh phúc, còn Seo Jin mới là kẻ thứ ba chen giữa cô và Kang U. Sau khi tỉnh dậy, Kang U lập tức muốn đi tìm Di Diêu. Seo Jin lại nói anh đừng tốn công vô ích nữa, còn nói ra chuyện hai người muốn bỏ trốn. Kang U lúc này mới nhận ra là Seo Jin tìm người đánh mình bất tỉnh. Kang U không ngờ cô ta lại ác độc như vậy, đến mình cũng không bỏ qua. Đối mặt với cơn thịnh nộ của Kang U, Seo Jin cho biết đó là một tai nạn, khiến Kang U bị chọc giận, đầu đau như búa bổ rồi ngất đi. Sáng hôm sau, Kang U lập tức đi tìm Di Diêu và giải thích cho cô ấy lý do tại sao mình không đến nơi hẹn. Kang U chán nản, bảo Di Diêu đi cùng mình đến một nơi yên tĩnh để đi dạo. Tuy nhiên, cảnh hai người rời đi đã trùng hợp bị mẹ Di Diêu nhìn thấy. Bà tưởng rằng họ muốn bỏ trốn, lập tức gọi xe đuổi sát theo. Sau khi mẹ Di Diêu đến nơi thì nhìn thấy Seo Jin cũng đi theo. Bà ngay lập tức nhận ra Seo Jin là Hong Sun Bok, vội gọi cô ta lại. Thấy người tới, Seo Jin sợ chết khiếp, để không để danh tính của mình bị bại lộ, cô ta kéo mẹ của Di Diêu lên sân thượng rồi tàn nhẫn đẩy bà xuống. Một tiếng hét xuyên thấu cả bầu trời, nghe thấy âm thanh Di Diêu cực kỳ lo lắng, sợ hãi. Đó rõ ràng là tiếng hét của mẹ. Cô vội chạy về hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy mẹ Di Diêu bất động nằm trong vũng máu, Seo Jin bị dọa sợ chết khiếp, chạy trốn khỏi hiện trường, không thèm ngoảnh lại. Tình cờ lướt qua, Di Diêu vừa chạy đến, Di Diêu lập tức nhìn thấy chiếc khăn của mẹ. Sau đó cô lại phát hiện có cúc áo rơi dưới đất, khi Di Diêu nhìn thấy mẹ mình đầy vết thương, cô lập tức mất khống chế. Cô không dám tin đó là sự thật, từ từ bò đến bên mẹ, cảm xúc bị kích thích mạnh khiến Di Diêu đã lấy lại được tất cả ký ức của mình. Hình ảnh Sun Bok vì danh sách thi đấu mà đến tìm cô lý luận, hình ảnh cô và bố vùng vẫy dưới nước và cảnh ở khách sạn đêm đó, còn có từng chuyện nhỏ nhặt với Kang U. Di Diêu đã nhớ ra tất cả, nhưng vì không thể chịu được cú sốc bất ngờ này, cuối cùng cô đã bất tỉnh bên cạnh mẹ mình. Khi Di Diêu tỉnh dậy sau cơn hôn mê, mẹ đã thoi thóp. Trước khi mất, mẹ đã dặn dò Di Chan nhất định phải giúp mình chăm sóc cho Di Diêu thật tốt. Còn với Kang U đang đứng một bên, mẹ đến chết cũng không chịu chấp nhận. Lời nói cuối cùng của bà đó là Hong Sun Bok vẫn chưa chết, nhưng chưa nói hết câu thì bà ngừng thở. Hai chị em thấy vậy ôm mẹ khóc lớn. Trong nhà tang lễ, Di Diêu vuốt ve di ảnh của bố mẹ, cô khóc đến xé ruột xé gan. Em trai trách chị không có tư cách khóc, là do cô ấy bất chấp sự phản đối của mẹ, khăng khăng muốn ở bên Diêu Kang U, cuối cùng đã hại chết bố mẹ của mình. Nghe điều này, Di Diêu tràn ngập cảm giác tội lỗi, im lặng trong đau khổ không thể tự thoát ra. Seo Jin biết rằng mình đã giết mẹ Di Diêu sợ đến mức đánh rơi ly rượu trên tay, nhưng cô ta không cảm thấy tội lỗi chút nào. Cô ta cho rằng mẹ Di Diêu gieo gió gặt bão, đó chỉ là một tai nạn nhỏ, không cẩn thận mà thôi. Để tiêu hủy chứng cứ, Seo Jin chột dạ vứt luôn bộ quần áo mình mặc ngày hôm đó vào thùng rác. Không ngờ khi bảo mẫu dọn dẹp lại nhặt chiếc váy đó về, đến khuya Seo Jin mãi không dám ngủ. Cô ta làm chuyện xấu, thậm chí còn bị ảo giác nhìn thấy mẹ Di Diêu đến đòi mạng mình, dọa cô ta sợ chết khiếp đến mất hồn, mất vía, suýt thì ra quần rồi. Di Diêu bên này đã bình tĩnh lại, cô muốn tìm hiểu mọi thứ cho ra nhẽ. Hóa ra cha Seo Jin là Hong Sun Bok, cô đeo chiếc vòng cổ mà mẹ để lại cho, giờ khắc này chính thức bắt đầu quá trình báo thù. Khi Seo Jin gặp lại Di Diêu thì bị ánh mắt sắc bén của đối phương dọa sợ. Khi chất mạnh mẽ trên người Di Diêu khiến Seo Jin cảm thấy sự đe dọa của cái chết luôn, cô ta cảm thấy Di Diêu đã thay đổi thành một con người khác. Để đứa con trai không nên thân lên càng sớm càng tốt, chủ tịch Diêu gọi mọi người lại với nhau, dự định để Kang U đảm nhận vị trí quyền chủ tịch. Seo Jin nghe thấy vậy thì không khỏi nở nụ cười đắc ý, bản thân đã đến gần mục tiêu cuối cùng, chỉ cần thêm một bước là hoàn thành. Nhưng chưa kịp đợi cô ta vui vẻ, chủ tịch Diêu lại sắp xếp Di Diêu làm thư ký của Kang U. Seo Jin ngay lập tức nhảy lên phản đối, nhưng cô ta không có quyền lên tiếng trong gia đình này. Điều này khiến Seo Jin tức đến nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến việc về sau, hai người họ sẽ ở bên nhau mỗi ngày, Seo Jin lo lắng muốn nhảy cẫng lên, không thể đứng yên. Với sự giúp đỡ của Son Ho, Di Diêu đã tìm thấy cô gái ở khách sạn trước đây. Di Diêu chất vấn cô gái về chuyện xảy ra trong khách sạn, có phải cha Seo Jin đã xúi giục cô? Cô gái lo lắng sau khi sự việc bị bại lộ, bản thân không thể thoát khỏi chỉ trích liền nói dối mình không biết người này, nói xong rồi vội vã rời khỏi quán cà phê. Di Diêu không ngăn cản cô ta lại, nói nếu cô gái đã từng bị mua chuộc vậy, thì chắc chắn sẽ đi báo cáo với Seo Jin. Bản thân chỉ cần xem phản ứng của Seo Jin là được. Đúng như mong đợi, cô gái không có não lập tức đi tìm Seo Jin, dọa Seo Jin sợ tới nhảy cẫng lên. Cô gái còn chưa mở miệng nói chuyện, Seo Jin đã lập tức cho cô ấy một bạt tai, hỏi cô ấy tại sao lại đến công ty mình. Cô gái nói ra chuyện Di Diêu đang tìm kiếm Seo Jin, đe dọa cô ta phải chuẩn bị sẵn gấp đôi số tiền, nếu không sẽ nói hết tất cả cho Di Diêu. Seo Jin nghe thấy vậy thì vô cùng lưỡng lự, lẽ nào Di Diêu đã phục hồi trí nhớ rồi? Hôm đó khi Di Diêu vừa đến nhà họ Diêu đi làm thì vô tình nhìn thấy chiếc áo trên tay bảo mẫu.
vậy mà bị rơi mất cúc, mà cái cúc này giống y hệt cái ở hiện trường lúc mẹ cô xảy ra chuyện. Nhìn chiếc áo trên tay, cơn thịnh độ bên trong Di Diêu lên đến đỉnh điểm, hóa ra mẹ mình thật sự đã bị Xeo Jin hại chết. Cô thầm thề trong lòng, nhất định phải trả lại những giọt nước mắt của nỗi đau mà mình đã phải chịu đựng cho cha Xeo Jin. Hôm sau cô đưa bà giúp việc cũ Xeo đến nhà họ Diêu, nói là muốn muối kim chi cho lão chủ tịch, thực ra nó có mục đích khác. Khi Xeo Jin nhìn thấy người mẹ đã mất tích từ lâu của mình đột ngột xuất hiện trước mặt mình, cả hai mẹ con lập tức bị dọa cho trợn mắt há mồm. Bà mẹ càng hoảng sợ hơn, sụi lơ xuống đất, bị dọa cho tay run bần bật, nói ra tên Sun Bok. Cô ta bảo bà câm miệng, lo lắng bà mẹ bị điên nói ra bí mật của mình. Xeo Jin vội vàng lôi bà ra định dẫn đi thì bị ngăn lại, nói với Xeo Jin rằng bà ấy là người được chủ tịch Diêu mời tới. Xeo Jin nghe thấy vậy không còn cách nào khác mà rời đi trước trong bất lực, nhưng cô ta chưa hề đi xa mà lặng lẽ đi theo sau Di Diêu. Mẹ không chỉ biết thân phận thật của mình, mà còn tham gia vào kế hoạch giật chồng cướp con. Xeo Jin sao dám để bà ở bên cạnh Di Diêu. Vì vậy nên lúc bà trở lại làm việc ở nhà họ Diêu, cô ta đã dẫn người đến bắt mẹ lên xe. Cảnh tượng này tình cờ bị hàng xóm, chủ tịch Han nhìn thấy, bà lập tức báo chuyện này cho Di Diêu. Xeo Jin đưa mẹ đến một ngôi nhà bí mật và mời người chăm sóc theo dõi nhất cử nhất động của mẹ 24/7. Không ngờ nhân lúc người chăm sóc đi vệ sinh, mẹ cô đã di chuyển tủ để chặn cửa nhà vệ sinh rồi lấy giày chạy trốn khỏi đây. Trở về nhà của Di Diêu với ký ức mơ hồ của mình, đợi sau khi Di Diêu tan làm nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của bà, Di Diêu kích động bước tới và ôm lấy bà. Cô bắt đầu hối hận về sự trả thù lỗ mãng của mình, bất kể Xeo Jin đã làm gì với chính mình, nhưng người giúp việc năm xưa vẫn luôn đối xử với cô như người nhà vậy. Để ngăn Xeo Jin đưa mẹ rời đi một lần nữa, Di Diêu quyết định đưa bà đến nhà họ Diêu làm việc. Chỉ có ở dưới sự bảo vệ của chủ tịch Diêu, bà Xeo mới được an toàn. Khi Xeo Jin nhìn thấy mẹ mình xuất hiện trở lại thì sợ đến mức lập tức đứng dậy. Bữa sáng trong miệng cô ta lập tức hết ngon, bàn tay bé nhỏ run lên vì sợ hãi. Chủ tịch Diêu nói với mọi người bà Xeo sẽ là người giúp việc mới, phụ trách cuộc sống hàng ngày của mình. Di Diêu thì tập trung hỗ trợ công việc của Kang U. Nghe vậy, vẻ mặt của Xeo Jin như ăn phải bà. Nhưng cô ta không dám đứng ra cãi lại bố chồng. Xeo Jin bí mật tìm riêng mẹ, tha thiết thuyết phục bà rời khỏi nhà họ Diêu. Xeo Jin sợ rằng mẹ không cẩn thận lỡ lời nói ra hết những điều tồi tệ mà cô ta đã làm hồi đó. Mục đích mẹ đến nhà này chính là để ngăn Xeo Jin tiếp tục tạo nghiệp. Cho dù Xeo Jin khuyên giải như thế nào, bà vẫn quyết tâm ở lại. Điều này khiến Xeo Jin cảm thấy vừa tức giận vừa bất lực. Hôm đó, Di Diêu đã đi tìm Kang U, hỏi anh về buổi tối ở khách sạn năm đó có thể chắc chắn là ở với cha Xeo Jin không? Bởi vì người mở cửa cho cô rõ ràng là một cô gái xa lạ. Nhưng bây giờ người kết hôn với Kang U lại là cha Xeo Jin. Điều này khiến Di Diêu cảm thấy rất khó hiểu. Kang U bàng hoàng khi biết sự thật, anh mang theo sự nghi ngờ đi tìm Xeo Jin, chất vấn cô ta rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Có phải cô ta đã lên kế hoạch cho mọi thứ? Thấy Xeo Jin sống chết không thừa nhận, Kang U trực tiếp nói ra sự thật, nói với Xeo Jin người trong khách sạn không phải cô ta mà là người khác. Người phụ nữ đó là ai? Trả lời câu hỏi đi. Nhắc Tào Tháo đến, người phụ nữ năm nọ đến văn phòng. Lần này cô đến đây là để đòi tiền Xeo Jin, không ngờ lại gặp được Kang U. Bây giờ cô ta tiếp tục có thêm một con bài thương lượng khác. Cô đe dọa Xeo Jin nếu cô ta không nhanh chóng lấy tiền bịt miệng mình, cô sẽ không chỉ nói hết mọi chuyện cho Di Diêu mà còn đến gặp mặt trực tiếp Kang U để kể chi tiết. Nói xong liền đắc ý vênh váo rời đi. Xeo Jin tức giận không còn lựa chọn nào khác. Hôm sau lập tức cầm tiền đi gặp Misu, cảnh báo cô sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa. Không ngờ rằng toàn bộ cuộc trò chuyện của họ đã bị Di Diêu nghe thấy hết. Hóa ra đêm đó trong khách sạn không có chuyện gì xảy ra, vậy thì Trung Sinh đương nhiên cũng không phải do Xeo Jin sinh ra. Biết được tin này, vẻ mặt Di Diêu vô cùng bất ngờ. Điều mà Xeo Jin không bao giờ ngờ tới là Misu thực sự đã sử dụng Kang U như một con bài, mặc cả chê cô ta cho quá ít tiền, còn đe dọa Xeo Jin đưa thêm cho mình gấp đôi. Xeo Jin bị đẩy vào ngõ cụt, chỉ có thể thỏa hiệp. Vài ngày sau lại tiếp tục đến tìm Misu, cô ta đã sử dụng tiền bất hợp pháp của bộ trưởng Bion để bị kín miệng của Kim Misu, kêu cô cầm lấy tiền và ra nước ngoài sinh sống. Bên ngoài Misu vui vẻ đồng ý, quay người lại lập tức đi tìm Kang Di Diêu. Cô đã biết rằng chuyện có liên quan đến mình mà đã gián tiếp làm hại Di Diêu, tan cửa nát nhà, còn mất đi 5 năm cuộc đời, Misu cảm thấy vô cùng tự trách. Lúc đầu cô cầm tiền làm việc nhưng không biết sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Vì vậy, dự định trước khi ra nước ngoài sẽ giúp Di Diêu làm chứng, vạch trần bộ mặt xấu xí của Xeo Jin trước mặt Kang U. Tuy nhiên, cảnh cả hai trò chuyện đã bị Đông Su nhìn thấy tất cả. Misu cầm được tiền lập tức chạy đi vui vẻ, hoàn toàn không nhận ra phía sau có người đi theo mình. Khi cô nhận ra có gì đó không ổn thì đã quá muộn. Lần đầu tiên người đàn ông ôm vợ sau khi kết hôn được 5 năm. Hành vi này khiến người phụ nữ có chút lúng túng, không biết làm gì, trong lòng khó tránh khỏi có chút xấu hổ.
Nhưng động tác tiếp theo của chồng khiến vợ hốt hoảng sợ hãi, anh cởi vạt áo trên người vợ, hình xăm sau lưng lập tức bị lộ. Tại sao hình xăm trên lưng cô giống y như hình xăm của tài xế Đông Xu? Tại sao chúng lại giống y hệt nhau? Đối diện với sự nghi ngờ của chồng, Seo Jin nói dối rằng đó chỉ là sự trùng hợp, cô ta chưa bao giờ nhìn thấy hình xăm trên người tài xế Đông Xu. Không hề tin vào lời nói dối của cô ta, anh trực tiếp đi tìm tài xế Đông Xu, chất vấn tại sao hình xăm trên cổ anh và của vợ mình lại giống nhau. Anh ta nói rằng anh ta không biết chuyện này. Thấy anh không muốn nói sự thật, Kang U tiết lộ những gì mình đã điều tra được. Nghe nói từng có một người phụ nữ tên là Hong Sun Bok, và anh còn rất yêu cô ta. Hình xăm sau gáy có lẽ là bằng chứng tình yêu của hai người. Đông Xu chột dạ vội vàng phủ nhận nói rằng Sun Bok đã chết. Lúc này Seo Jin đã đuổi theo ra ngoài, nhìn thấy chồng mình và nhân tình đứng với nhau. Cô ta vội vàng chạy tới cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người, rồi tìm một cái cớ để mình đi làm. Trên đường đến công ty, Đông Xu lập tức kể chuyện hỏi về hình xăm của mình cho Seo Jin. Cô ta ngay lập tức nhận ra Kang U đã biết gì đó. Cô ta suy đoán liệu có phải là Ji Ziu đã phục hồi trí nhớ và nói danh tính của mình cho rồi hay không. Vì vậy cô ta lập tức đi tìm mẹ, muốn bà đi thăm dò kể cho mẹ chuyện xảy ra 5 năm trước. Đêm hôm đó cô ta rõ ràng nhìn thấy cầm ô trong tay, nhưng vẫn bắt mình đưa ô giữa đêm, khiến cô ta bị kéo xuống mương hôi thối. Cô ta cho rằng tất cả là cái bẫy do Ji Ziu bày ra. Bà nghe vậy đánh chết cũng không chịu tin, Ji Ziu thuần khiết và tốt bụng sẽ làm ra việc như vậy. Bà ngốc nghếch mà đi tìm Ji Ziu hỏi, Ji Ziu giải thích rằng hôm đó là sinh nhật của mình định cho cô ta một bất ngờ, nên mới nhờ đến đưa ô cho mình. Cuộc trò chuyện giữa hai người tình cờ bị Seo Jin nghe được. Cô ta biết được Ji Ziu đã phục hồi trí nhớ, nhưng lại làm ra vẻ không có gì xảy ra trước mặt mình. Đột nhiên cô ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô ta tức giận kéo Ji Ziu sang một bên, trực tiếp vạch trần cô đã khôi phục trí nhớ, cô ta tức giận còn muốn ra tay đánh người. Nhưng chưa kịp ra tay đã bị Ji Ziu bị túm được rồi đẩy đất, thấy chuyện đã đến bước này, cô cũng dứt khoát ngả bài, tôi sẽ không để cô tùy tiện bắt nạt nữa. Sau khi trở thành Seo Jin đã làm những chuyện xấu xa nào, cuộc sống giả dối của cô, từng chút một, tôi sẽ tra ra hết. Sau khi nghe những lời này, Seo Jin sợ chết khiếp, cô ta lo lắng Ji Ziu nói chuyện này cho chủ tịch, vì vậy cô ta hẹn gặp riêng Ji Ziu. Cô ném những bức ảnh của Ji Ziu và Kang U chụp được trong khoảng thời gian này, đến trước mặt Ji Ziu và cảnh báo rằng nếu cô ấy tiết lộ danh tính của mình, vậy thì mình sẽ công khai những bức ảnh này với mọi người. Khi đó Ji Ziu sẽ trở thành hồ ly tinh bị mọi người khinh bỉ, Kang U cũng sẽ mất vị trí người thừa kế. Tất nhiên bản thân cũng sẽ bị gia đình họ Ziu đuổi ra khỏi nhà. Có thể nói giết địch nhưng cũng hại mình. Đối mặt với điên rồ như vậy, Ji Ziu cũng không khoanh tay ngồi chờ chết. Cô lập tức đi tìm nói cho anh ấy biết danh tính thực sự của Hong Sun Bok, muốn nhờ giúp mình cùng đi tìm sự thật về cái chết của mẹ. Anh hỏi Hong Sun Bok là ai? Ji Ziu đáp cô ta chính là trưởng phòng Seo Jin. Kang U khi nghe thấy điều này, vẻ mặt không thể tin được. Hóa ra người mà anh đi tìm lâu nay, lại chính vợ ngày đêm bên nhau, còn là bạn thân trước kia của Ji Ziu. Anh lập tức cảm thấy tức đến xanh mặt, điên cuồng chửi bới trong xe. Anh trở về nhà với khuôn mặt vô cảm, mặc dù cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng không vạch trần ngay, bởi vì anh vừa mới đồng ý với Ji Ziu, giúp cô điều tra ra sự thật về cái chết của cha mẹ, thì không được đánh rắn động cỏ. Để tìm ra thủ phạm thực sự đã giết mẹ càng sớm càng tốt, Ji Ziu đưa Seo Hu đến hiện trường vụ án, hỏi thăm tất cả người qua đường xem có nhân chứng nào vào ngày xảy ra vụ việc không. Rồi cô vô tình phát hiện ra một camera bị khuất, hai người thấy vậy thì mừng khôn xiết, ngay lập tức sao chép video ghi hình. Nhìn thấy kéo mẹ đi, tâm trạng của Ji Ziu mất kiểm soát, ngay lập tức ôm laptop vào lòng khóc thảm thiết. Cơn thịnh nộ trong lòng cô đã lên đến đỉnh điểm. Cô biết được sự thật, quyết định không tiếp tục chịu đựng nữa, cô sẽ tự tay lên kế hoạch tống Seo Jin vào tù. Khi chuẩn bị đi làm, điện thoại của Seo Jin đột nhiên nhận được một tin nhắn. Khi cô ta mở nó ra thì phát hiện video cảnh cô ta kéo mẹ Ji Ziu đi. Để che giấu bí mật không muốn cho ai biết, cô ta đã đẩy mẹ của bạn thân xuống vách đá. Nhưng không biết rằng trước khi chết mẹ của bà đã giật cúc áo trên người cô ta xuống. Tình cờ Ji Ziu vừa chạy tới nhặt được và tìm ra chủ nhân của bộ quần áo qua chiếc cúc đó. Khi biết quần áo của mình đã bị lấy đi, nhân lúc Ji Ziu đang tăng ca ở công ty, cô ta đã vào phòng lục lọi và tìm thấy chiếc váy trong hộp. Rồi cô ta ném nó vào lửa, đốt thành tro, vốn tưởng rằng mình đã phá hủy bằng chứng duy nhất có thể bình chân như vậy rồi. Nhưng không ngờ lại có một camera bị che khuất tại hiện trường đã quay lại cảnh cô ta kéo mẹ Ji Ziu đi. Khi xem video do Ji Ziu gửi tới, cô ta lập tức bị dọa cho điên loạn, hét lên thất thanh. Nếu video này công khai, vậy thì cô ta sẽ bị coi là nghi phạm và bị bắt đi. Cô ta vội vã đến công ty, biết tin chuẩn bị mở một cuộc họp khẩn cấp, cô ta lập tức nhận ra Ji Ziu muốn vạch trần mình trước mặt mọi người. Vì vậy vội vã chạy đến phòng họp rồi nói với mọi người rằng, cuộc họp hôm nay bị hủy bỏ và đuổi tất cả ra ngoài. Cô ta đẩy Ji Ziu ra, vội vàng mở nội dung cuộc họp trên máy tính, sau khi phát hiện thực sự là video bằng chứng. Sợ hãi lập tức rút USB ra.
cô ta tức giận còn muốn ra tay đánh người nhưng bị Jiju bắt lại dễ dàng. Jiju chất vấn tại sao Seo Jin có mặt ở hiện trường vụ án, hỏi có phải cô ta đã giết mẹ mình. Đương nhiên Seo Jin sẽ cật lực ngụy biện không chịu thừa nhận. Nhưng đứng trước bằng chứng không thể chối cãi này có ngụy biện như nào cũng chẳng đủ. Lúc này Seo Hu đã đưa cảnh sát đến phòng họp. Cảnh sát buộc tội Seo Jin cố ý giết người, rồi bắt cô ta vào đồn để điều tra. Đến đồn cảnh sát thì Seo Jin vô cùng hoảng loạn. Cô lập tức sai Dong Su đi tìm bộ trưởng, cầu xin ông ta nghĩ cách thả mình ra ngoài. Nhưng bộ trưởng cho rằng tự gây ra thì phải tự tìm cách giải quyết. Seo Jin thấy vậy hung ác đe dọa bộ trưởng nếu không đồng ý với yêu cầu của mình, vậy thì cô ta sẽ tiết lộ hết toàn bộ những chuyện xấu xa của bộ trưởng. Bộ trưởng Bai-on lúc này mới nhận ra ông ta và cô ta đã là châu chấu trên cùng một chiếc thuyền từ lâu, đành phải đến đồn cảnh sát tìm cấp cao để quan hệ. Với sự giúp đỡ của bộ trưởng, Seo Jin lập tức được thả do vì không đủ bằng chứng. Tình cờ thấy Jiju đón con trai mình tan học khiến Seo Jin cảm thấy vừa sợ hãi vừa tức giận. Cô ta vốn đang nén một bụng tức giận rồi, thấy con trai và Jiju thân thiết như vậy, lập tức điên loạn mất trí. Cô ta kéo Jiju vào trong xe một cách thô bạo, nhấn bàn đạp ga và lái xe chạy đi. Họ bắt đầu chơi đùa với tốc độ và kích thích trên đường. Cô ta muốn kéo Jiju chết cùng mình. Thấy Seo Jin điên rồ như vậy, Jiju cũng bị dọa sợ không nhẹ. Cô cố gắng ngăn người phụ nữ điên rồ này lại. Thấy Jiju khăng khăng cố chấp cướp lấy tay lái, lúc này Seo Jin mới ép xe dừng lại được. Hành vi Seo Jin khiến rất tức giận, cô kéo cô ta ra khỏi ghế lái, nói muốn chết thì tự đi chết một mình đi. Lúc này cô không hề muốn chết, cô còn phải điều tra sự thật về cái chết của cha mình. Nghe thấy vậy thì Seo Jin khịt mũi coi thường, nói rằng đây chỉ là một cảnh báo nhỏ. Nếu lần sau còn dám khiêu khích mình một lần nữa, vậy thì cô ta sẽ còn làm những điều điên rồ hơn. Jiju không sợ hãi, cảnh báo sớm muộn gì, cũng có một ngày cô sẽ công bố những chuyện xấu xa mà Seo Jin đã làm với mọi người, và tống vào tù một lần nữa. Nói xong cô lập tức rời đi không quay đầu lại, bỏ mặc Seo Jin nghiến răng nghiến lợi ở lại. Sau khi trở về nhà, bà mẹ bị chứng suy giảm trí tuệ đến tìm Seo Jin, nói rằng mình muốn nói cho Jiju biết danh tính thực sự của bà ấy, bà thực không thể che giấu được nữa. Phải sống trong cảm giác tội lỗi suốt những năm qua, khiến bà gần như tắt thở. Seo Jin đổ một lọ thuốc ngủ ra tay, uy hiếp nếu mẹ dám nói ra sự thật, thì cô ta sẽ chết trước mặt bà ngay bây giờ. Thấy vậy bà vội vàng đánh rơi đống thuốc xuống sàn. Bà chỉ có thể bất đắc dĩ, tiếp tục tiếp tay cho giặc, nuôi ra một đứa con gái độc ác như vậy, bà nghĩ mình cũng có lỗi. Jiju ôm ảnh của bố mẹ Jiju tự đau lòng một mình. Lần này không thể giúp mẹ lấy lại công đạo, Jiju cảm thấy rất có lỗi, thề sẽ tìm ra sự thật, rồi ôm tấm ảnh ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, cô nghe thấy giọng nói của người giúp việc, dì nhất định sẽ để con cháu chào đời bình an, dì sẽ cố gắng hết sức để cháu sống sót. Cô lập tức bị lời của người giúp việc năm xưa đánh thức, cô chợt nhận ra trong khoảng thời gian trở thành người thực vật chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra mà cô không biết. Nói không chừng mình thực sự đã từng sinh con. Cô muốn tìm người giúp việc để hỏi cho ra nhẽ, nhưng lần nào bà cũng trốn dưới gầm bàn, phủ nhận mình không biết gì cả. Hết cách cô đành phải đi khám khoa sản phụ, kết quả kiểm tra khiến Jiju bật khóc. Bác sĩ nói rằng cô ấy đã từng sinh con. Vậy thì rốt cuộc đứa bé đã đi đâu? Ngay khi nghĩ mãi không thì chợt nhớ đến cô y tá đó. Cô y tá bị làm cho bất ngờ, kêu lên, cô chính là Hong Sun-bok. Một video ghi hình trong máy tính khiến người đàn ông kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Có thể thấy rõ trong video, mẹ Jiju đã chết sau khi bị người ta kéo đi. Biết được sự thật, Ji-chan vô cùng phẫn nộ, mang theo lửa giận ngập trời đi tìm Seo Jin. Cậu cầm gậy gỗ định trả thù cho mẹ nhưng bị Dong Su đánh ngã xuống đất. Cảnh tượng này tình cờ bị Kang U vừa chạy đến nhìn thấy thấy. Seo Jin dám đánh cả em vợ của mình, Kang U không thể chịu đựng được nữa, túm lấy Seo Jin rồi nói ra danh tính của cô ta. Ba từ Hong Sun-bok ngắn ngủi nhưng đã dọa Seo Jin sợ chết khiếp. Cô ta chưa kịp phản ứng lại đã bị Kang U kéo vào phòng. Thấy danh tính của mình không thể che giấu được nữa, Seo Jin vội vàng quỳ xuống đất, giả vờ đáng thương nhưng Kang U đã nhìn thấy người phụ nữ này từ lâu rồi. Cho dù Seo Jin ngụy biện như nào, Kang U đều cho rằng cô ta là người phụ nữ vô liêm sỉ đã lừa hôn mình, đã hủy hoại cuộc đời của mình và Jiju. Anh mang thái độ quyết tâm muốn ly hôn với Seo Jin. Seo Jin nghe thấy vậy vội vàng ôm đùi chồng lấy con trai yêu Chung Sim ra làm lá chắn. Bởi vì Seo Jin biết, chỉ cần còn Chung Sim vậy thì chồng không thể ly hôn với mình được. Nào ngờ đứa bé này cũng là do Seo Jin cướp từ Jiju. Cùng lúc đó, Jiju tìm được y tá đỡ đẻ cho mình, vội vàng hỏi về tình hình trong thời gian mình hôn mê. Y tá nói cho Jiju năm đó khi cô được đưa tới viện điều dưỡng thì đã ở trong trạng thái người thực vật rồi, nhưng thai nhi của cô rất khỏe mạnh. Cũng nhờ sự chăm sóc chu đáo của dì giúp việc nên Jiju mới thuận lợi hạ sinh một bé trai, nhưng đứa trẻ đã bị ôm đi. Chuyện sau đó, y tá cũng không biết nữa. Biết được sự thật, cảm xúc của Jiju sụp đổ ngay lập tức. Thân là mẹ của một đứa trẻ, cô lại không biết con trai mình còn sống hay đã chết. Jiju lập tức về nhà, cầu xin người giúp việc nói cho mình biết tung tích của đứa trẻ.
Mặc dù gì bà cảm thấy rất có lỗi, nhưng nghĩ đến việc Seo-jin đe dọa uống thuốc tự tử, những lời đã đến bên miệng lại nuốt trở về. Bà cũng không muốn mất đi con gái. Dù Ji-jil có van xin thế nào đi chăng nữa, bà cũng không chịu hé răng một lời. Hai người phụ nữ đáng thương bật khóc, ngay lập tức nhìn dáng vẻ dì bác có nỗi khổ không nói nên lời. Hỏi bà con trai mình có còn trên đời không? Con tôi còn sống không? Ji-jil bật khóc khi nhận được đáp án rồi kích động quá mức mà ngất đi. Seo-jin bên này lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ được, luôn bị những cơn ác mộng đánh thức. Cô ta nghĩ đi nghĩ lại, nếu cứ để mẹ ở bên cạnh Ji-jil, kiểu gì cũng xảy ra tai họa. Thế là sáng hôm sau, cô ta lập tức đến nhà Ji-jil, cường ép lôi mẹ ra ngoài định gửi bà đến một viện dưỡng lão hoang vu. May là dì bác nhanh trí nhân lúc xe đang chờ đèn đỏ thì mở cửa xe, bỏ chạy mất dạng. Nhưng vào lúc này, bệnh của bà lại đột nhiên tái phát, bà không thể tìm được đường về nhà, đi lạc bên đường, không biết nên làm gì. Sau khi biết dì bác đã mất tích, Ji-jil lo lắng đi tìm bà khắp nơi, thậm chí còn chạy đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc. Cuối cùng, bọn họ đã tìm được dì bác ở trước cửa nhà cũ, rồi đưa bà về nhà thu xếp ổn thỏa. Mặc dù bác là mẹ của Seo-jin nhưng Ji-jun chưa bao giờ coi bà là người ngoài. Seo-jin biết tin mẹ đã lại quay về nhà Ji-jil, thì lập tức đến đưa bà đi một lần nữa nhưng bị Ji-jil chặn ở ngoài ngăn lại kịp thời, rồi tức giận đuổi Seo-jin ra ngoài. Đến lúc này dì bác mới hoàn toàn tỉnh ngộ con gái mình đã độc ác đến mức không cứu được nữa rồi. Bà lo lắng rằng chứng đáng trí của mình trở nên tồi tệ hơn, về sau sẽ không bao giờ có cơ hội nói ra sự thật nữa, vì vậy đã nói với Ji-jun tất cả mọi chuyện. Thật ra đứa trẻ đó là con trai của cháu. Người phụ nữ bỗng nhận ra con của Seo-jin, đứa bé trước mặt này rất có khả năng là con trai ruột của mình, bởi vì mu bàn chân của họ đều có một vết bớt giống nhau và mỗi khi ở một mình với cậu bé đều khiến cô cảm nhận được một sự gần gũi không thể giải thích được. Để xác định danh tính thực sự của đứa trẻ, Ji-jil cầm bàn chải đánh răng mà chung sim, sử dụng đến bệnh viện để xét nghiệm quan hệ huyết thống. Kết quả kiểm tra đúng như cô dự đoán, chung sim và cô có quan hệ mẹ con. Ji-jil xem báo cáo rồi bật khóc. Thì ra con trai ruột của bản thân vẫn luôn ở bên cạnh cô mỗi ngày. Cô lập tức chạy đến nhà Kang-u nóng lòng muốn đòi lại đứa con ruột thịt. Cùng lúc đó, Mi-su nhếch nhác không tả, bất ngờ đi tìm Kang-u, nói cụ kể những gì đã xảy ra sau khi cô mất tích. Hóa ra Seo-jin lo lắng rằng Mi-su sẽ nói sự thật nên đã sai Jong-su bắt cóc và đánh đập cô dã man, cuối cùng vứt cô vào một bệnh viện tâm thần. Việc đầu tiên cô làm sau khi trốn thoát là vạch trần bộ mặt xấu xí của Seo-jin cho Kang-u biết. Cô kể toàn bộ chuyện Seo-jin bỏ thuốc vào ly rượu của Kang-u, rồi đưa anh đến khách sạn. Kang-u giờ mới biết thật ra đêm đó mình và Seo-jin không hề xảy ra chuyện gì. Nhưng rõ ràng anh đã làm báo cáo xét nghiệm quan hệ cha con trai Chung Sim và anh có quan hệ huyết thống, rốt cuộc là chuyện như nào? Kang-u đột nhiên nghĩ về những gì Ji-jil từng nói với mình, anh lập tức hiểu ra toàn bộ sự việc. Nếu như đó là con mình thật sự vậy, lời giải thích duy nhất là đứa trẻ do Ji-jil sinh ra. Kang-u muốn biết rõ mọi thứ, nhanh chóng lao ra khỏi văn phòng, vội vã về nhà với tâm trạng mất kiểm soát xe. Seo-jin bên này đang chuẩn bị dẫn con trai ra ngoài thì bị Ji-jil đang đến nhà họ Ji-jil bắt gặp. Cô vội vàng lao đến ngăn Seo-jin đang chuẩn bị rời đi rồi ôm Chung Sim vào lòng. Seo-jin thấy vậy cảm thấy chột dạ mà muốn tách họ ra nhưng bị Ji-jil tóm lấy một cách mạnh mẽ. Tình trạng vào nó là con trai tôi. Seo-jin nghe thấy vậy thì vô cùng sợ hãi. Nhận ra chuyện đã bị bại lộ, lập tức ra lệnh cho Dong-su dẫn Chung Sim đi. Thấy vậy, Ji-jil vùng khỏi trói buộc của Seo-jun, chạy theo Dong-su. Ji-jil muốn giành con về nhưng sau tất cả, cô chỉ là phụ nữ, cộng với Seo-jin ở phía sau ngăn cản Ji-jil, chỉ có thể trơ mắt Dong-su bế con mình lên xe, sau đó đạp ga bỏ đi. Chung Sim nhỏ tuổi bị dọa sợ khóc lớn, Ji-jil tuyệt vọng đuổi theo sau xe. May là Kang-u lúc này đã quay lại kịp thời chặn đầu ô tô Dong-su, ép anh ta dừng xe. Chung Sim lúc này mới trốn được ra khỏi xe, lao vào vòng tay của Ji-jil không chút do dự. Tâm trạng tìm lại được thứ đã mất khiến hai mẹ con bật khóc. Ngay lập tức, Seo-jin đứng dậy còn muốn tách họ ra, nhưng dù thế nào, Chung Sim cũng không chịu rời khỏi Ji-jil. Điều này làm cho Seo-jin sững sờ tại chỗ, không biết nên làm gì. Cô ta biết mình xong đời rồi, chờ đợi cô ta còn là cơn thịnh nộ ngút trời của chồng. Kang-u ném quần áo của Seo-jin xuống đất, yêu cầu cô ta biến khỏi ngôi nhà này ngay lập tức. Kang-u biết được sự thật thì vô cùng tức giận, có một sự xúc động muốn xé sống Seo-jin ngay lập tức. Seo-jin vẫn cứng miệng ngụy biện nói mình mới là mẹ của Chung Sim, thậm chí còn ngông cuồng nói với hai người nếu cần thiết, cô ta không ngại ra tòa giành được quyền nuôi dưỡng Chung Sim. Điều này khiến Ji-jil cảm thấy vừa tức giận vừa bất lực. Cô ấy không nhẫn tâm để Chung Sim nhỏ tuổi ra tòa, cũng lo lắng con trai sẽ không thể chấp nhận sự thật ngay được. Cô chỉ có thể tạm thời từ bỏ việc vạch trần. Việc này cũng cho Seo-jin một cơ hội để thở. Cô ta rất rõ ràng thấy nếu cứ để Ji-jil và Chung Sim tiếp tục tiếp xúc với nhau, vậy thì sớm muộn gì họ cũng nhận lại nhau. Vì vậy, Seo-jin đã nảy ra một ý tưởng khủng khiếp. Cô ta tìm người chăm sóc chuyên nghiệp, muốn gửi Chung Sim ra nước ngoài sinh sống để ngăn hai mẹ con họ không nhận nhau. Chỉ cần Chung Sim nằm trong tay cô ta,
vậy thì Kang U và Jiju tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Hôm đó, Jiju vốn muốn đến trường đón con trai, thì lại nhận được thông báo đứa trẻ đã được mẹ đón về. Cô lập tức nhận ra có gì đó không ổn, lập tức chạy về phòng Chung Sim phát hiện toàn bộ quần áo đã biến mất. Nhớ lại Chung Sim từng nói với mình Seo Jin muốn đưa cậu sang Mỹ, lúc này Jiju mới biết hướng đi của đứa trẻ, kích động chạy ra khỏi phòng. Seo Jin lại muốn đưa đứa bé ra nước ngoài, để ngăn hai mẹ con Jiju nhận lại nhau, đồng thời có thể giữ được địa vị hiện tại của mình. Có thể nói là kế sách vẹn cả đôi đường, nhưng điều khiến Seo Jin hoàn toàn không ngờ tới là, khi bảo mẫu đưa con trai vào phòng chờ, có vẻ Chung Sim đã nhìn thấy gì đó, đột nhiên quay đầu vừa khóc vừa chạy. Jiju vừa đuổi đến sân bay, nhìn thấy Chung Sim xả vào lòng. Seo Jin vừa đuổi tới còn muốn giành lại đứa bé nhưng bị Kang U ngăn lại kịp thời. Anh vốn muốn cho vợ một cơ hội, không ngờ Seo Jin lại dám lợi dụng Chung Sim. Chuyện này đã chạm đến điểm mấu chốt của Kang U, nói rằng nhất định sẽ phơi bày mọi chuyện sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Chung Sim. Nói xong, Kang U dẫn Jiju đi tìm bố, thú nhận với ông ấy về mối quan hệ của họ và vạch trần sự thật rằng Seo Jin đã cướp đứa bé. Nói với ông rằng Jiju mới là mẹ của Chung Sim. Jiju đưa xét nghiệm quan hệ ruột thịt cho chủ tịch Jiju đã giấu ông lâu. Như vậy, Jiju cảm thấy vô cùng tự trách, nói sẵn sàng chấp nhận bất kỳ hình phạt nào, chỉ cầu xin chủ tịch Jiju trả lại con trai cho mình. Nhìn vào báo cáo giám định trong tay, chủ tịch Jiju cũng bị dọa cho sửng sốt. Seo Jin lúc này vội vã xông vào, đối mặt với sự chất vấn nghiêm khắc của chủ tịch Jiju, Seo vẫn vùng vẫy đến cùng, cật lực ngụy biện rằng cô ta mới là mẹ của Chung Sim. Chủ tịch Jiju tức giận ném bản kết quả xuống đất để Seo Jin tự mở to mắt mà nhìn cho rõ. Seo Jin nhìn thấy kết quả giám định thì bị dọa cho ngơ người đứng yên tại chỗ, nhất thời không biết nên làm gì, nhưng cô ta không vì vậy mà bó tay chịu trói, còn mặt dày mà nói lúc đầu là bản thân đã cứu hai mẹ con Jiju một mạng. Nếu không người thực vật sinh con chắc chắn sẽ chết yểu. Nói như vậy, ngược lại, cô ta lại trở thành ân nhân Jiju. Có thể nói, Seo Jin đã phát huy câu mặt dày trơ trẽn đến tối đa, cô lại dám lời này. Chủ tịch Jiju nghĩ, đến việc những năm qua bị lừa đến xoay vòng vòng chủ tịch Jiju hận không thể róc xương. Cô ta thấy lời nói dối không thể che giấu được nữa, Seo Jin vội vàng quỳ xuống trước mặt chủ tịch Jiju, vờ khóc lóc đáng thương để giữ được thân phận thiếu phu nhân như bây giờ. Bộ trưởng Bion thấy phong thanh đột nhiên xông vào. Biết được danh tính của Seo Jin đã bị lộ, bộ trưởng Bion sợ rằng cô ấy sẽ nổi điên cắn người đành trước một bước, mà bán Seo Jin sạch sẽ, đổ hết trách nhiệm cho cô ta, không cho Seo Jin cơ hội mở miệng phản bác. Bộ trưởng Bion đã gọi hai cấp dưới đến ném Seo Jin ra khỏi nhà, lôi như lôi chó chết đã kích bất ngờ ập đến khiến Seo Jin hoàn toàn sụp đổ. Đông Su thấy vậy cũng khóc lớn, giấc mơ hào môn của cô ta đã tan vỡ như thế này. Seo Jin không có nơi nào để đi. Seo Jin vừa bước vào cửa đã chất vấn mẹ mình Chung Sim đang ở đâu, không ngờ chứng mất trí nhớ của mẹ lại tái phát hoàn toàn không nhận ra cô ta. Seo Jin định xông vào thì bị mẹ ngán chân vấp ngã khiến Seo Jin tức giận đến mức sắp nổ tung, chỉ trích suốt cuộc mẹ muốn làm cái quái gì. Cô là người phụ nữ xấu xa, cô là kẻ trộm, cô đúng là cướp cái gì không chớp mắt. Vậy mà để giúp con của người khác, kẻ trộm như cô đáng bị đánh chết. Seo Jin muốn lén lút đưa Chung Sim đi, nào ngờ bị mẹ cật lực ngăn cản, cho dù Seo Jin khóc lóc la lối như thế nào, mẹ cũng chặn cửa, không cho vào. Ngay khi hai người giằng co nhau, Jiju đã trở lại tức giận đẩy Seo Jin ra đuổi cô ta cút ra khỏi nhà mình. Seo Jin tức giận còn muốn ra tay đánh người nhưng bị Jiju túm lại dễ dàng. Bảo mẫu thấy vậy thì mắng Seo Jin là đồ phụ nữ xấu xa, túm lấy tay cô ta rồi cắn thật mạnh. Seo Jin lập tức hét lên thất thanh như con lợn bị chọc tiết. Lúc này, Chung Sim bước ra khỏi phòng. Seo Jin vốn tưởng rằng đứa con trai mình nuôi 5 năm sẽ rời đi cùng mình. Không ngờ Chung Sim lập tức trốn phía sau Jiju, nói gì cũng không chịu quan tâm đến cô ta. Điều này khiến Seo Jin đứng sững sờ ngay tại chỗ. Mẹ không nhận ra cô ta thì thôi, đến cả đứa bé bản thân nuôi 5 năm cũng không cần cô ta. Sự chênh lệch quá lớn khiến Seo Jin cảm thấy tâm như cho tàn, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu cho cơn ác mộng của cô ta. Hôm sau, Seo Jin đến công ty mới phát hiện ra rằng văn phòng của cô ta đã bị dọn sạch. Seo Jin tức giận đi tìm Kang U lý luận, Kang U lười không thèm phí lời với cô ta, trực tiếp lệnh cho trợ lý gọi bảo vệ, đuổi Seo Jin ra khỏi công ty. Đối mặt với sự bàn tán của đồng nghiệp, người phụ nữ độc địa này còn nở nụ cười danh mãnh nhưng rất nhanh cô ta đã không thể cười nổi nữa rồi. Hôm đó Kang U lấy chuyện con làm cớ đưa Seo Jin đến nơi mẹ Jiju gặp nạn. Nhìn thấy Jiju đột nhiên xuất hiện, Seo Jin mới nhận ra có gì đó không ổn, còn chưa kịp phản ứng, Jiju đã kéo cô ta lên sân thượng ngay tại chỗ này. Chính tay Seo Jin đã đẩy mẹ cô xuống vách đá, Jiju muốn đẩy cô ta xuống dưới giống như vậy. Seo Jin thấy vậy thì bị dọa cho hồn rời khỏi xác, liên tục cầu xin Jiju bỏ qua cho mình. Đối mặt với Jiju hùng hổ dọa người, Seo Jin bất ngờ bùng nổ sức mạnh chiến đấu đáng kinh ngạc, cô ta mạnh mẽ thoát khỏi trói buộc của Jiju. Sau khi thoát khỏi uy hiếp, cô ta bắt đầu tự mãn nói ra toàn bộ câu chuyện sát hại mẹ Jiju. Đúng vậy, mẹ cô là do tôi giết, thì làm sao? Seo Jin vừa nói xong những lời đáng xấu hổ thì Kang U từ phía sau chậm rãi đi ra. Anh lấy ra di động đã chuẩn bị trước đó,
bên trong đang phát ra những lời Seo Jin vừa nói. Lúc này cô ta mới nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy mà hai người đó thiết kế ra. Tuy nhiên, Ji Ziu không hề có ý định vạch trần Seo Jin mà muốn lợi dụng đoạn ghi âm này để bắt Seo Jin về sau tránh xa con trai mình ra, nếu không sẽ chuyển đoạn băng cho cảnh sát ngay lập tức, để nửa đời sau Seo Jin phải ở trong tù. Mãi bị đẩy vào ngõ cụt, Seo Jin chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng cô ta không bó tay chịu trói. Ji Ziu để lấy lại bút ghi âm trong tay Kang U, cô ta và Dong Su bàn bạc chia thành hai đường. Cô ta lén lút lẻn vào văn phòng của Kang U, định lấy trộm nó rồi tiêu hủy nó thì bị Kang U vừa quay lại bắt ngay tại trận. Bây giờ đã không ăn trộm được gì, cô ta còn nhận phải sự giễu cợt không thương tiếc từ Kang U. Anh mắng cô ta là một tên trộm không biết xấu hổ. Dong Su bên này nhìn chằm chằm vào chiếc túi của Ji Ziu. Nhân lúc cô không phòng bị thì cướp đi, nhưng điều khiến Dong Su tức giận đến nôn ra máu là anh ta lục cả túi của Ji Ziu, một lượt cũng không tìm thấy máy ghi âm mà mình muốn. Seo Jin thua liên tục vô cùng tức giận, cô ta lập tức hẹn phóng viên Âu đưa ảnh thân mật của Kang U và Ji Ziu cho anh muốn sử dụng những bức ảnh này. Cô ta vu oan cho Ji Ziu là hồ ly tinh quyến rũ đàn ông tạo ra sở can đan chấn động cho Kang U và Ji Ziu. Nhưng điều khiến Seo Jin không bao giờ ngờ tới là phóng viên này hóa ra là bạn cùng lớp của Ji Ziu. Báo cáo đương nhiên đã bị cô ghi âm lại. Sau đó, cô ấy lập tức đưa tài liệu lại cho Kang U nói ra chuyện Seo Jin ảo tưởng muốn hãm hại bọn họ. Điều này càng khiến Kang U nổi giận lôi đình. Nếu Seo Jin đã muốn hủy hoại anh và Ji Ziu, vậy đương nhiên anh sẽ chủ động phản kích. Kang U bảo Min Jo tiết lộ tin tức Seo Jin che giấu danh tính và lừa hôn. Seo Jin đọc được bài báo thì chết lặng, mặc dù bên trên không nhắc rõ danh tính, nhưng rõ ràng là nói về Seo Jin. Cô ta tức giận hẹn Ji Ziu ra ngoài, kẻ thù ác vô liêm sỉ lại dám cáo trạng, trước mặt chỉ trích Ji Ziu đang sử dụng phương tiện truyền thông để đe dọa mình. Ji Ziu chế giễu cô ta như một con chuột trong mương hôi thối, làm ra những chuyện mất mặt không dám gặp người. Ji Ziu khuyên Seo Jin tốt nhất nên buông tay từ đây, nếu không làm việc xấu xa, sớm muộn gì cũng bị trừng phạt. Quả nhiên, ngay khi Seo Jin không còn nói được lời nào, một chiếc xe tải lớn đang tăng tốc về phía cô ta, không hề có ý định giảm tốc độ. Hóa ra, sau khi xem báo cáo, Bộ trưởng Bion lo lắng Seo Jin bán đứng mình, vì vậy muốn giết người diệt khẩu. May là Dong Su xuất hiện kịp thời, cứu được Seo Jin khỏi cổng địa ngục. Đã đến mức như ngày hôm nay, Dong Su luôn ngoan ngoãn nghe lời, cũng không thể nhìn nổi nữa. Anh khuyên giải Seo Jin dừng lại, rời khỏi nơi này với anh ta, nhưng Seo Jin không cam tâm trở lại thân phận cô gái nghèo khổ tội nghiệp trước đây. Đêm đó, cô ta lặng lẽ lẻn vào công ty, hy vọng nhận được sự tha thứ của Kang U, nhưng bị cảnh tượng trước mắt đâm vào tim khiến Seo Jin cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Cô ta cởi giày từng bước về phía hồ, định kết thúc cuộc đời đau khổ của mình. Dong Su lại xuất hiện một lần nữa giải cứu Seo Jin đang tìm đến cái chết, sau hai lần. Đối mặt với cái chết không hề làm Seo Jin thay đổi gì cả. Mặc dù hiểu rõ tình cảm của Dong Su dành cho mình, nhưng sự kiêu ngạo trong xương tủy nói với cô ta rằng cô ta sẽ không bao giờ ở bên một tên côn đồ bất hảo. Hôm đó, Chủ tịch Ziu đột nhiên bảo Seo Jin về nhà, ảo tưởng có phải Chủ tịch Ziu đã tha thứ cho mình rồi. Nhưng khi Seo Jin bước vào, nhìn thấy người phụ nữ dưới đất lập tức bị dọa cho không biết nên làm gì. Hóa ra, để che giấu danh tính của mình, Seo Jin đã thuê diễn viên đến diễn vai mẹ mình, có thể nói là lừa cả nhà bọn họ quay vòng vòng. Nghĩ đến đây, Chủ tịch Ziu lập tức nổi giận lôi đình. Dưới sự áp bức mạnh mẽ của ông, người phụ nữ nhát gan thú nhận tất cả, Seo Jin cũng sợ hãi, quỳ xuống đất nói mình không làm điều đó một mình. Ngay khi Seo Jin chuẩn bị nói ra, kẻ chủ mưu đằng sau, Bộ trưởng Bion ngửi thấy nguy cơ bất ngờ xông vào làm gián đoạn cuộc điều tra của Chủ tịch Ziu. Ông ta lo lắng Seo Jin sẽ vạch trần thân phận của mình, vì vậy đã đề xuất giao cô ta cho cảnh sát, cho rằng như vậy sẽ có thể xóa sạch hiểm nghi của Chủ tịch. Nào ngờ Chủ tịch còn nhờ giúp bí mật điều tra, Chủ tịch Ziu đã biết về dã tâm của con sói mắt trắng Bộ trưởng Bion từ lâu. Rất nhanh ông ta đã bị vài người to con bắt cóc đi, người bắt ông ta chính là Chủ tịch Ziu. Bộ trưởng Bion ban đầu còn muốn đánh chết cũng không nhận. Nhưng sau một hồi quan tâm ân cần từ Chủ tịch Ziu, Bộ trưởng Bion cuối cùng cũng thừa nhận rằng mình là người đứng sau. Nếu không phải vì thế ông ta vẫn còn giá trị lợi dụng, Chủ tịch Ziu còn muốn giết đứa con rể này ngay bây giờ. Bộ trưởng Bion đổ hết mọi chuyện này lên Seo Jin. Hôm sau, Seo Jin vừa mở cửa đã bị Bộ trưởng Bion tức giận bóp cổ. Bộ trưởng Bion kích động, có vẻ muốn bóp cổ cô ta đến chết. Bộ trưởng Bion mặt mũi bầm dập, chút hết lửa giận trong lòng lên người Seo Jin, cho rằng do lúc đầu cô ta nhân từ nương tay không nghe lời mình trừ khử Ji Ziu, mới khiến cho kế hoạch của ông ta tan tành hết. Bộ trưởng Bion càng nói càng tức giận, tàn nhẫn bóp chặt cổ của Seo Jin bằng cả hai tay. Ông muốn bóp chết cô ta luôn. Khi Seo Jin thoi thóp, chỉ còn hơi thở cuối cùng, Dong Su đã quay trở về, lập tức tách Bộ trưởng Bion ra đẩy ngã xuống đất, lúc này mới cứu được Seo Jin. Thấy đã bỏ lỡ cơ hội tốt, Bộ trưởng Bion chỉ có thể không quan tâm mà quyết định dừng tay. Ông ta hung ác đe dọa hai người bản thân sẽ không bỏ qua cho họ dễ dàng, như vậy.
cho dù suýt chút nữa đã bị bộ trưởng Bion bóp chết, nhưng Seo Jin vẫn kiên trì với giấc mơ của mình như cũ, thề rằng nhất định phải quay về nhà họ Jill lại từ đầu. Cô ta nhớ đến quỹ bất hợp pháp của bộ trưởng Bion, lập tức lại nảy ra một ý tưởng xấu xa. Cô ta sai Dong Su đưa tài liệu cho viện giám sát tài chính, dùng việc này để uy hiếp bộ trưởng Bion giúp mình, nhưng chủ mưu của quỹ bất hợp pháp chính là chủ tịch Jill. Biết tin có người tố cáo mình với viện giám sát tài chính, chủ tịch Jill giận tím mặt lệnh cho bộ trưởng Bion lập tức tìm ra người tố cáo. Bộ trưởng Bion nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là Seo Jin. Hôm sau liền đem theo hai tên cao to đến nhà cô ta, một lần nữa bắt Seo Jin đến trước mặt chủ tịch Jill, phát hiện lại là Seo Jin giở trò sau lưng mình. Chủ tịch Jill lập tức nổi giận, trách mắng phụ nữ này lại có thể không biết tốt xấu như vậy. Ông quyết định để cô ta nhớ thật kỹ, thật lâu, chỉ thấy bộ trưởng Bion mang thỏa thuận ly hôn đến cưỡng chế Seo Jin, ấn dấu tay lên đó, sau đó ném cô ta ra khỏi cổng nhà họ Yêu. Lúc này, Seo Jin đã hoàn toàn tuyệt vọng, lăn qua lăn lại lâu như vậy, chẳng những không trở về nhà họ Jill được mà còn rơi vào cảnh bị đuổi ra khỏi nhà. Seo Jin bị dồn vào bước đường cùng đã đi tìm Kang U, chặn anh ở bãi đậu xe, thổ lộ những lời xến xúa với Kang U, hy vọng Kang U vì tình vợ chồng giúp mình, cầu xin chủ tịch Jill rủ lòng thương xót. Đừng gọi ham muốn bẩn thỉu đó là tình yêu vĩ đại. Tôi nhìn thấy mặt cô thôi cũng cảm thấy ghê tởm. Kang U cảnh báo cô ta hãy biến khỏi tầm mắt của anh, nếu không anh sẽ giao máy ghi âm cho cảnh sát ngay lập tức. Nói xong, anh lập tức đạp ga phóng đi. Nhìn người chồng cũ thiệt tình như vậy, Seo Jin lộ ra vẻ mặt hung ác, vì yêu sinh hận. Kang U sau khi đuổi sao chổi Seo Jin đi, chủ tịch Jill muốn Ji Jill chuyển vào nhà càng sớm càng tốt. Ông vốn rất thích cô gái này, bây giờ lại biết được gì là mẹ ruột của Chung Sim, đương nhiên gấp gáp muốn để cô gà vào. Trong lòng Ji Jill tràn đầy mong đợi. Hôm nay là ngày giỗ của bố Ji Jill, đúng lúc cả nhà chuẩn bị cúng bái, Seo Jin hơi say rượu, đột nhiên xông vào đứng trước di ảnh của bố Ji Jill. Chửi con gái ông là một con hồ ly quyến rũ đàn ông, không chỉ cướp đi chồng và con trai của cô ta mà còn hại mình. Bị bố chồng đuổi ra khỏi nhà, Kang U không thể nhìn nổi nữa muốn ném Seo Jin ra ngoài. Seo Jin lại cố ý giả vờ ngã đập vỡ di ảnh của bố Ji Jill. Mục đích cô ta đến đây là để làm Ji Jill đau lòng. Rõ ràng cô ta đã đạt được mục đích của mình. Rất nhanh, Seo Jin lại bị ném ra khỏi cửa. Hành vi tìm đường chết này của cô ta đã hoàn toàn chọc giận Kang U. Anh nói rằng nhất định sẽ bắt Seo Jin phải trả giá. Hôm sau, Kang U gọi đến đồn cảnh sát ra nộp đoạn ghi âm Seo Jin giết mẹ Ji Jill. Seo Jin nghe thấy tiếng còi cảnh sát còn muốn chạy trốn, thì bị cảnh sát chặn ở trước cửa đến bắt cô ta vì tình nghi cố ý giết người. Seo Jin đến đồn cảnh sát cuối cùng cũng biết sợ. Rồi cô ta nghĩ đi, nghĩ lại bây giờ người có thể cứu mình chỉ có bộ trưởng Bion thôi. Cô ta bảo Dong Su tìm cách cứu mình ra càng sớm càng tốt. Dong Su lấy ra vũ khí bí mật đã cất giấu nhiều năm, hóa ra vụ tai nạn xe hơi của bố và Ji Jill năm đó là do một tay bộ trưởng Bion lên kế hoạch. Ông ta vốn cho rằng ngăn được Dong Su là mọi chuyện đã thành công rồi. Không ngờ chiếc xe gây tai nạn đã được ghi hình lại xong. Seo Jin theo biển số xe tìm ra tài xế gây tai nạn dựa vào chuyện này để ép bộ trưởng Bion cứu Seo Jin ra ngoài. Ông ta bị nắm thóp, không còn lựa chọn nào khác. Cuối cùng, nhờ mối quan hệ mạnh mẽ của bộ trưởng Bion, Seo Jin đã được phóng thích vô tội. Ba kẻ mặt dày tụ họp lại với nhau. Bộ trưởng Bion vì sự ích kỷ của bản thân đã nói với Seo Jin một bí mật gây sốc. Năm đó, bố Ji Jill là viện trưởng viện giám sát tài chính. Ông vẫn luôn điều tra các quy bí mật của chủ tịch Jill. Để nhổ cái đinh trong mắt này, chủ tịch Jill đã sắp xếp để bộ trưởng Bion tạo ra vụ tai nạn xe hơi kia. Biết rằng chủ tịch Jill mới là kẻ chủ mưu thật sự, Seo Jin nhìn thấy hy vọng trong đó. Cô ta có chỗ dựa, nên không sợ đi tìm chủ tịch Jill lấy vụ việc năm đó để uy hiếp, ép chủ tịch Jill để cô ta quay lại và còn phải đuổi Ji Jill ra khỏi nhà. Mặc dù chủ tịch Jill vô cùng tức giận nhưng nghĩ đến Ji Jill là con gái của viện trưởng Kang, cộng thêm bộ trưởng Bion thêm dầu vào lửa, cuối cùng ông ta cũng chỉ có thể bất lực mà thỏa hiệp. Hôm sau, Ji Jill vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra đã bị người Seo Jin tìm đến đuổi ra khỏi nhà họ Jill. Seo Jin tiết lộ cho anh một bí mật gây sốc, kẻ hại chết bố của Ji Jill là bố của anh. Kang U chết sững khi nghe thấy tin này, anh thật sự không thể chấp nhận sự thật tàn khốc này. Anh tự mình đi tìm bố đối chất nhưng ông ta không những thản nhiên thừa nhận điều đó, còn quang minh chính đại mà nói là vì tập đoàn Mo E Sang. Kang U biết được sự thật hoàn toàn sụp đổ. Chuyện đến hôm nay anh mới nhận ra hóa ra người đã cướp đi 5 năm của Ji Jill không phải Seo Rin, mà là bố của anh. Chính bố đã hủy hoại cuộc đời của mình và Ji Jill. Điều này khiến Kang U không biết phải đối mặt với mối tình đầu như thế nào, mà bên này Ji Jill bị đuổi ra ngoài vẫn mãi không chịu rời đi. Cô không có chút hứng thú nào với việc làm con dâu nhà giàu, mà chỉ muốn gặp con trai của mình, Chung Sim, nhưng Seo Jin, con chó chắn đường này lại chặn ngay trước cửa. Cô ta lúc này đang đắc ý trở về nhà họ Jill, làm sao mà có thể giao Chung Sim ra dễ dàng như vậy. Ji Jill đến công ty để hỏi Kang U nguyên do, nhưng bị nhân viên bảo vệ chặn lại ở cửa, nói với cô ấy rằng cô ấy đã bị công ty sa thải. Sự thay đổi đột ngột khiến Ji Jill không biết nên làm gì.
cô để nghi ngờ trong lòng mà hẹn Kang U ra ngoài. Mặc dù đã đoán được Seo Jin muốn bày trò quỷ quái gì, nhưng cô không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Kang U cũng có nỗi niềm khó nói, chỉ có thể an ủi Jiju cho mình một chút thời gian, nhưng Chung Sim là con trai thân sinh của cô, làm sao Jiju có thể yên tâm giao đứa trẻ cho Seo Jin. Vì vậy, cô đành phải lặng lẽ lẻn vào nhà họ Jiju, lén lút đưa con trai về nhà mình. Hai mẹ con đã nhiều ngày không gặp, họ ôm nhau khóc vì vui mừng rồi cùng nhau tận hưởng niềm hạnh phúc ngắn ngủi này. Sau khi Seo Jin phát hiện ra Chung Sim biến mất vậy mà không biết xấu hổ mà dẫn cảnh sát tìm tới nhà, buộc tội Jiju bắt cóc con trai của mình. Jiju nghe thấy lời này thì lập tức đứng người, cô không ngờ Seo Jin lại trơ trẽ như vậy, rõ ràng là con ruột của mình nhưng Seo Jin lại đổi trắng thay đen, nói là con của cô ta. Seo Jin muốn dựa vào chuyện này để tống Jiju vào tù. Cô ta không thèm quan tâm có dọa sợ Chung Sim hay không, mạnh mẽ yêu cầu cảnh sát bắt Jiju đi. Chung Sim nhỏ tuổi nhìn thấy cảnh tượng này thì bị dọa cho sợ hãi khóc lớn. Jiju đến đồn cảnh sát cật lực giải thích bản thân mới là mẹ ruột của đứa bé, nhưng cảnh sát không tin cô ấy, cho đến khi Kang U nhận được tin đến lúc này mới cứu được Jiju ra. Hành vi vô liêm sỉ của Seo Jin triệt để chọc giận hai người, Kang U còn chưa kịp ra tay, Jiju đã giành trước một bước tát mạnh vào mặt Seo Jin, cảnh cáo cô ta nếu còn dám lợi dụng Chung Sim để đứa bé còn nhỏ tuổi bị tổn thương, thì bản thân nhất định sẽ trả lại cô ta gấp đôi. Jiju vốn muốn đưa Chung Sim về mấy ngày, thì phát hiện con trai đã hôn mê bất tỉnh trên giường. Jiju thấy vậy thì gấp muốn chết, không kịp đi giày mà cùng bảo mẫu vội vã đưa Chung Sim đến bệnh viện. Vì ham muốn của đám người lớn mà khiến Chung Sim đổ bệnh, Jiju cảm thấy vô cùng tự trách, hoàn toàn không nhận ra chân mình đầy vết thương. Kang U ấm áp mang thuốc khử trùng đến lau vết thương cho Jiju. Đây có lẽ là điều duy nhất anh có thể làm bây giờ. Đối mặt với chất vấn đã xảy ra chuyện gì của Jiju, Kang U không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể trốn ở cửa phòng bệnh che mặt khóc. Anh ấy sợ rằng sau khi nói ra sự thật thì sẽ mất Jiju một lần nữa, nên chỉ có thể âm thầm chịu đựng sự dằn vặt này một mình. Cho đến thời điểm này, Jiju mới biết vẫn phải tự dựa vào mình để tìm ra sự thật. Hôm đó, Jiju ngẫu nhiên tìm được video mẹ quay lúc còn sống trong máy ảnh của em trai. Từ video, Jiju biết được ban đầu vì sao mẹ phản đối cô và Kang U. Đó là vì chủ tịch Jiju đã từng đe dọa bố Jiju nhiều lần vì chuyện quỹ bất hợp pháp của ông ta. Jiju đứng đến chết lặng trước lời nói của mẹ. Cô lập tức đi tìm trợ lý cũ của bố, hỏi anh về các quỹ bất hợp pháp của tập đoàn Mo E-sang. Trợ lý nói với Jiju chủ tịch Jiju đúng là có một quỹ bất hợp pháp tư nhân. Sau khi điều tra vụ việc này mà bố của Jiju mới vô duyên vô cớ mà chết trong tai nạn xe hơi. Biết được tin này, Jiju cho rằng trong chuyện này chắc chắn có bí mật nào đó. Chính vì Seo Jin nắm giữ được bí mật này nên mới có thể quay trở về nhà họ Jiju. Jiju định đến công ty để hỏi Kang U cho rõ nhưng bị Seo Jin chặn ở cổng công ty. Thấy Jiju vẫn lưu luyến không quên Kang U để khiến cô ta quyết tâm hoàn toàn, Seo Jin trực tiếp nói ra bí mật người hại chết bố cô chính là chủ tịch Jiju Manhu. Jiju biết tin cảm thấy như sét đánh giữa trời. Cô nằm mơ cũng không ngờ tới lão già mà cô cứu về từ sông Hoàng Tuyền còn là bố của bạn trai mà cô ấy đã chăm sóc rất chu đáo lại là kẻ chủ mưu phía sau hại chết cha mình. Sau khi biết sự thật, Jiju đau khổ, tuyệt vọng, cô ấy thực sự không còn mặt mũi nào đối mặt với cha mẹ đã khuất của mình. Cô không chỉ sinh một đứa cháu trai cho kẻ thù, mà còn suýt nữa thành con dâu nhà người ta. Khi Jiju bình tĩnh lại thực sự nuốt không trôi cục tức này. Cô mang tâm trạng kích động đến yêu cầu Jiju Manhu tự thú, nhưng Jiju Manhu khẳng định rằng ông ta không làm gì sai, để giữ được tập đoàn Mo E-sang của mình, cha của Jiju nhất định phải chết. Thấy Manhu xem nhẹ mạng sống người khác như vậy, chút thảo cảm còn lại của Jiju dành cho ông ta cũng biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự tức giận ngập trời. Cô rời khỏi phòng với sự cam chịu và tức giận, nhìn bước chân dung mà Chung Sim treo lên để nhớ mình, cảm xúc của Jiju sụp đổ ngay lập tức, nhưng bây giờ cô không có khả năng để đưa con trai đi. Cô chỉ có thể cởi chiếc khăn quàng cổ của mình xuống như một món quà chia tay. Ngay khi Jiju chuẩn bị rời khỏi nhà họ, Kang U đã chặn đường cô. Anh vội vã kể với Jiju rằng bản thân nhất định sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm, nhất định sẽ để bố đến đồn cảnh sát đầu thú. Jiju biết rằng Kang U không thể làm điều này. Hơn nữa, bản thân không biết làm thế nào để đối mặt với anh, bây giờ chỉ cần nhìn thấy Kang U, thì hình ảnh cha cô chết thảm lại hiện lên trong đầu. Cô ấy trả lại tín vật mà Kang U đã tặng mình, trước khi đi cô nhờ Kang U chăm sóc cho Chung Sim thật tốt. Cô thề rằng sẽ có một ngày nào đó cô ấy sẽ trở lại không chỉ lấy lại Chung Sim, mà còn khiến tất cả những kẻ xấu nhận trừng phạt thích đáng. Trước sự chia tay kiên quyết của Jiju, Kang U khó chấp nhận được sự thật tàn khốc, anh mang theo lửa giận ngút trời đi tìm Seo Jin. Anh siết chặt cổ cô ta, chất vấn tại sao Seo Jin lại nói sự thật ra. Nhìn vẻ mặt tức giận thảm hại của Kang U, Seo Jin lập tức cảm thấy vô cùng hài lòng. Lúc này, tình yêu của cô ta dành cho Kang U đã biến thành thù hận. Người đàn ông mình không thể có được thì Kang Jiju cũng đừng hỏng có. Lời của Seo Jin hoàn toàn chọc giận Kang U, lực tay không khỏi tăng lên mấy phần. Ngay khi Seo Jin thoi thóp, bộ trưởng Bion đột nhiên xuất hiện ngăn anh lại.
Lúc này, Seo Jin mới nhặt về được một mạng, sau đó Kang U lại đi tìm cha mình. Anh mang tâm trạng kích động, bắt cha đến đồn cảnh sát tự thú, nhưng Jiu Man Hu một lòng chỉ nghĩ về tập đoàn Mo E Sang. Ông ta lắng sau khi mình ngã xuống, công ty sẽ bị bộ trưởng Bai On nuốt chửng, đương nhiên ông không thể đi đầu thú. Thấy bố vẫn một mực không chịu tỉnh ngộ, Kang U thề sẽ dùng cách riêng của mình, tự tay bắt cha nhận ra sai lầm của bản thân. Nói xong, anh tức giận rời khỏi phòng làm việc. Điều này khiến Jiu Man Hu nổi giận, đập phá cả thư phòng. Sau khi biết tình cảnh của Jiu, Min Son Ho cảm thấy Jiu Man Ho vô liêm sỉ không chịu được. Vì vậy, anh quyết định ra mặt giúp đỡ Jiu. Anh kể cho cô nghe về thân thế của mình. Tôi là con trai của Jiu Man Ho. Hóa ra Min Son Ho là con của Jiu Man Ho và người vợ đầu tiên. Khi đó mẹ Kang U thượng vị bày kế đuổi mẹ con anh khỏi nhà họ Jiu. Mẹ của Seon Ho vì nhớ mãi không quên Jiu Man Ho, cuối cùng nhớ thương thành bệnh mà tiếc nuối qua đời. Nếu như lần này không phải Jiu bị ép vào ngõ cụt, Son Ho đến chết cũng không muốn nói ra bí mật này, bởi vì anh ấy luôn rất căm hận Jiu Man Ho. Son Ho để Jiu lợi dụng thân phận của mình trở lại công ty thu thập bằng chứng phạm tội của Jiu Man Ho. Sau khi suy nghĩ kỹ, Jiu đã chấp nhận sự giúp đỡ của Son Ho. Nhất thời cô cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Cả hai lập tức bắt tay bàn bạc kế hoạch trả thù. Hôm sau Jiu Man Ho nhận được một lá thư nói rằng thật ra ông ta còn có một người con trai khác. Nhìn thấy ảnh của vợ cũ và con, khuôn mặt của Jiu Man Ho không thể tin được. Tài xế đưa ông ta đến điểm hẹn thì phát hiện ra người đến lại là Jiu. Jiu lấy tung tích của con trai ông ta ra làm điều kiện yêu cầu Jiu Man Ho đồng ý cho mình quay lại công ty và trả lại Chung Sin cho mình chăm sóc. Khi biết con trai mình là Son Ho, ông ta không nhịn được cười ra tiếng cho rằng hai người liên thủ lừa mình. Tuy nhiên, sau khi có báo cáo xét nghiệm quan hệ cha con, Jiu Man Ho lập tức chết lặng, Seo Ho thực sự là con trai ruột của mình. Jiu bảo Man Ho nhất định phải tuân theo thỏa thuận, nếu không ông ta có thể không bao giờ nhìn thấy Son Ho nữa. Cứ như vậy, Jiu đã trở lại công ty, Seo Jin thấy vậy sốc đến mức chết lặng. Cô ta không biết rằng cơn ác mộng của mình bắt đầu từ lúc này. Biết được đó là mệnh lệnh của chủ tịch, Seo Jin giận dữ đến tìm ông ta, định lợi dụng tai nạn xe năm đó một lần nữa để ép chủ tịch Jiu đuổi Jiu rời khỏi công ty. Nhưng chủ tịch Jiu có điều khó nói, chỉ có thể hứa cho Seo Jin một số cổ phần để tống cổ hồ ly tinh này đi. Với sự giúp đỡ của bạn học nữ, Jiu thu thập thành công tài liệu về thân phận giả của Seo Jin. Cô đã sử dụng tài liệu này để uy hiếp, bắt Seo Jin giao ra bằng chứng về cái chết của cha mình, nếu không ngày mai sẽ công khai ngay lập tức. Nào ngờ Seo Jin không quan tâm đến điều này, cho rằng mình có thể giải quyết chuyện này bất cứ lúc nào. Thấy Seo Jin vẫn mạnh miệng như trước, Jiu quyết định đưa cô ta và Đông Su ra tòa. Bởi vì ngày mình và cha gặp tai nạn xe hơi, Jiu đã tận mắt nhìn thấy Đông Su cũng có mặt tại hiện trường. Seo Jin nghe thấy điều này bắt đầu hoảng sợ, để không để danh tính của mình bị công khai, cô ta chỉ có thể bán đứng chủ tịch Jiu, đưa bản sao camera hành trình cho Jiu. Sau khi xem video trong USB, lúc này Jiu mới biết rằng bộ trưởng Bai On cũng ở đó. Nếu không phải ông ta ngăn cản Đông Su cứu người, có lẽ mình và cha sẽ không chết. Jiu đưa Son Ho đi tìm bộ trưởng Bai On, vừa vào cửa đã đấm ông ta một cú thật mạnh, chất vấn tại sao bộ trưởng Bai On lại ngăn Đông Su. Thấy không thể che giấu chuyện năm đó được nữa, bộ trưởng Bai On dứt khoát thừa nhận nói rằng đó là mệnh lệnh của chủ tịch Jiu, rồi lấy ra máy ghi âm ra phát để cứu mạng của mình. Sau khi nghe những lời trong máy ghi âm, Jiu đứng người tại chỗ, cô không ngờ chủ tịch Jiu lại là kẻ chủ mưu phía sau. Bộ trưởng Bai On không muốn giao ra máy ghi âm, bởi vì đó là thứ giữ mạng duy nhất của ông ta. Bây giờ đã có chứng cứ rành rành, Jiu thề sẽ bắt chủ tịch Jiu chuộc lỗi cho cái chết của cha, nhưng chỉ một máy ghi âm là không đủ, nhất định phải lấy được sổ sách thu tiền bất hợp pháp. Mà cuốn sổ này hiện đang nằm trong tay Kang U, Jiu vốn muốn anh ấy giao sổ ra để sửa chữa lỗi lầm của chủ tịch Jiu, nhưng Kang U lại do dự ngay tại thời điểm quan trọng. Anh biết tin bố bị ung thư giai đoạn cuối, không nhẫn tâm để ông sống quãng đời còn lại trong tù. Cuộc trò chuyện giữa hai người trùng hợp bị Seo Jin nghe được, Seo Jin lập tức sợ hãi, hoảng loạn. Nếu Kang U đưa sổ sách cho cảnh sát, vậy thì tất cả sẽ kết thúc, bởi vì cô ta cũng tham gia vào quỹ phi pháp. Thế là Seo Jin đến phòng làm việc của Kang U, nhằm muốn đánh cắp sổ sách của quỹ bất hợp pháp. Ngay khi Seo Jin thử mật khẩu là sinh nhật của Jiu, giọng nói của Kang U từ ngoài cửa vang lên. Cô giả vờ bình tĩnh bước ra ngoài nói dối mình dọn dẹp thư phòng cho Kang U. Kang U hoàn toàn không tin lời nói dối của cô ta, nhanh chóng vào phòng mở két bảo hiểm, thì thấy rằng sổ sách của quỹ bất hợp pháp vẫn còn đó. Lúc này, Kang U mới thầm thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không ngờ tới cuốn sổ đó là giả, sổ thật đã bị Seo Jin lén lút tráo đổi mất rồi. Bây giờ sổ sách đã ở trong tay Seo Jin, cô ta định tận dụng cơ hội này để loại bỏ bộ trưởng Bai On, liền ra lệnh cho Dong Su làm việc này. Dong Su đưa cho Kang U một bức ảnh, nói với anh đây là người đã từng hợp tác với bộ trưởng Bai On trước đây, là người đã giúp ông ta làm nhiều việc xấu xa. Kang U cũng nhanh chóng đưa Son Ho đi tìm người này. Dưới sự hấp dẫn của đồng tiền, người đàn ông đã tiết lộ tất cả bí mật của bộ trưởng Bai On. Sau đó Son Ho đưa thông tin thu thập được cho chủ tịch Jiu.
Sau khi đọc nội dung bên trên, Chủ tịch Diêu mới biết về thân thế của Bộ trưởng Bion. Hóa ra cha của Bộ trưởng Bion từng có một tranh chấp kinh doanh với Chủ tịch Diêu, nhất thời nghĩ không thông mà treo cổ tự sát. Bộ trưởng Bion cực đoan cho rằng là Chủ tịch Diêu đã giết cha mình, vì vậy hắn ta đã trải qua rất nhiều khó khăn để vào nhà họ Diêu, muốn trả thù cho cha mình vào một ngày nào đó, thu toàn bộ tập đoàn Moe Sang vào tay mình. Biết được sự thật này, Chủ tịch Diêu muốn giết Bộ trưởng Bion ngay lập tức, nhưng nể tình con gái và cháu gái, ông vẫn quyết định tha cho con rể một đường sống, lấy ra một số tiền lớn cho Bộ trưởng Bion và bảo hắn ta ly hôn con gái mình rồi ra nước ngoài sinh sống. Bộ trưởng Bion vừa nghe thấy thì thay đổi sắc mặt, ngay lập tức lộ mặt hung dữ nói với bố vợ bản thân không bao giờ từ bỏ tập đoàn Moe Sang, rồi tức giận xé vụn đơn ly hôn. Chủ tịch Diêu thấy vậy lập tức nổi giận, giơ gậy muốn dạy dỗ con sói mắt trắng này thì bị Bộ trưởng Bion dễ dàng đẩy ngã xuống sàn rồi chọc gậy vào cổ ông ta. Ông ta đã đợi giây phút này mười mấy năm rồi, bây giờ có thể tự tay trả thù cho cha mình, làm sao Bộ trưởng Bion có thể bỏ lỡ cơ hội trời cho này? Vậy thì số phận của vị chủ tịch già này sẽ ra sao? Người phụ nữ này nhân lúc chồng ngủ say giơ chiếc đèn bàn lên muốn tự mình giết chết tên cặn bã này. Cô và chồng đã kết hôn hơn 30 năm, đến giờ mới phát hiện hắn ta là một con quỷ. Không chỉ tàn nhẫn ra tay với bố mình, hắn còn âm mưu cướp lấy công ty của gia đình mình. Thậm chí người vợ cùng chung chăn gối này cũng chỉ là một bước đệm cho hắn ta. Nhưng khi người phụ nữ chuẩn bị ra tay thì ông chồng bỗng tỉnh lại, nghĩ đến cha mình vẫn còn trong tay hắn ta. Người phụ nữ chỉ có thể miễn cưỡng đặt chiếc đèn bàn xuống chôn mối hận này trong lòng, đợi thời cơ chín muồi sẽ cho chồng một đòn chí mạng. Để đẩy nhanh tốc độ nuốt chửng công ty, Seo Jin dùng cách thức giống vậy để ép bố chồng ấn dấu vân tay vào giấy ủy nhiệm chủ tịch tiếp theo. Tại cuộc họp cổ đông của công ty vào ngày hôm sau, Seo Jin lấy giấy ủy nhiệm ra nói dối rằng bố chồng đã chỉ định chủ tịch tiếp theo sẽ do Bộ trưởng Bion đảm nhận. Bởi vì cha ở trong tay Seo Jin, Kang U tức giận nhưng chỉ có thể nhẫn nại. Ngay khi Seo Jin cho rằng kết quả đã định đoạt thù, lúc này Ji Jiu đã đến phòng họp chất vấn Seo Jin rằng phải có chìa khóa vàng của chủ tịch Jiu, bởi vì đó là biểu tượng của người thừa kế tập đoàn Moe Sang ban cho. Hội đồng cũng nhất trí cho rằng họ chỉ công nhận người có chìa khóa vàng là chủ tịch đương nhiệm. Bị ép bất đắc dĩ, Bộ trưởng Bion chỉ có thể lẻn vào phòng làm việc của chủ tịch Jiu để đánh cắp chiếc chìa khóa vàng, nhưng hắn ta vắt cạn óc cũng không thể mở được két sắt. Bộ trưởng Bion tức giận đến mức chửi đồng. Ngay khi hắn ta hết cách, vợ nói rằng mình từng nhìn thấy chiếc chìa khóa vàng, bà ta có thể giúp làm giả một chiếc. Bộ trưởng Bion nghe thấy vậy vô cùng vui mừng, ôm vợ rồi lộ ra nụ cười danh mãnh, không ngờ tới bản thân đang từng bước hướng tới diệt vong. Với sự giúp đỡ của Son Ho, ông ta đã làm giả thành công một chiếc chìa khóa vàng. Kang U lập tức đưa chìa khóa cho chị gái. Sau khi chị gái biết được kế hoạch của nhóm Ji Jiu đã đưa cho cô một thiết bị theo dõi định vị. Đối với Bộ trưởng Bion đã chung chăn gối 35 năm nay, phương pháp của bà ấy chắc chắn sẽ hiệu quả. Hơn cả như mong đợi, chủ tịch Diêu ốm nặng vì không được chữa trị. Hôm đó cuối cùng bệnh đã tái phát, nhìn bố chồng sống không bằng chết, Seo Jin cuối cùng cũng bắt đầu hoảng sợ. Cô ta không thể để bố chồng chết dễ dàng được, nếu không bản thân sẽ trở thành tội phạm bắt cóc, giết người. Vì vậy, Seo Jin sai Dong Su đi tìm bác sĩ riêng của bố chồng lấy thuốc, nhưng không biết rằng đã rơi vào cái bẫy của Ji Jiu. Cô đã đặt sẵn máy theo dõi vị trí trong lọ thuốc từ trước, theo biểu thị trên điện thoại di động, Ji Jiu và Kang U thành công tìm thấy chủ tịch Diêu mà Seo Jin vẫn chưa hề biết gì về chuyện này. Cô ta và bộ trưởng Bion không thể chịu đựng được nữa, liền lấy chìa khóa vàng giả và thư ủy nhiệm của lão chủ tịch Diêu, muốn nhân cơ hội cướp đi tập đoàn Moe Sang. Nhưng bộ trưởng Bion còn chưa nói xong, vợ đã đứng dậy ngăn hắn ta lại, vạch trần bộ mặt thật của chồng ngay tại chỗ. Bà nói với mọi người rằng chìa khóa vàng là giả. Thấy vợ bỗng quay lưng với mình, bộ trưởng Bion lập tức hoảng hốt. Seo Jin thấy vậy không thể ngồi yên nữa, liền nhảy lên vu khống chị chồng nói dối. Bây giờ chìa khóa vàng và thư ủy nhiệm đã bày ra trước mắt mọi người, nên tin vào những gì mình nhìn thấy. Bộ trưởng Bion nghe thấy vậy lại có tự tin, vỗ bàn nói với tất cả mọi người, mình là người thừa kế hợp pháp được chủ tịch Diêu chỉ định. Hắn ta vừa dứt lời, Ji Jiu đã đẩy chủ tịch Diêu xuất hiện tại hiện trường. Seo Jin nhìn thấy cảnh này thì bị dọa cho cứng đơ người. Bộ trưởng Bion thì ngã xuống đất. Cứ như vậy, âm mưu của bộ trưởng Bion và Seo Jin đã hoàn toàn tan vỡ. Sau đó, Son Ho dẫn cảnh sát tới bắt bộ trưởng Bion với tội danh âm mưu giết người. Trước khi đi, chị gái thực sự không thể nuốt trôi cục tức này. Nghĩ đến việc chồng lừa dối mình hơn 30 năm, bà ấy không thể kiểm soát cảm xúc của mình, liền trực tiếp tặng chồng một bạt tai no nê. Seo Jin thấy bộ trưởng Bion ngã xuống biết rằng mình cũng khó thoát tội. Vì vậy, nhân lúc hỗn loạn cô ta liền chạy trốn trong nhà vệ sinh, muốn gọi Dong Su cầu cứu, tưởng rằng như vậy là có thể thoát một kiếp. Nào ngờ nhất cử nhất động của cô ta đều nằm trong tầm kiểm soát của Ji Jiu. Thấy Seo Jin không có ý định đi ra, cô cũng không có ý định giữ thể diện cho cô ta nữa, bảo người dùng vũ lực kéo Seo Jin ra ngoài. Đối phó với loại phụ nữ không biết xấu hổ này, đương nhiên cũng không cần khách khí với cô ta.
Di Diêu không đưa Xeo Jin đến đồn cảnh sát, mà mang cô ta vào bệnh viện gặp chủ tịch Diêu. Chuyện đã đến bước này, Xeo Jin biết mình xong đời rồi, liền liên tục van xin bố chồng tha cho mạng chó của cô ta. Mặc dù chủ tịch Diêu cảm thấy rất tức giận nhưng vẫn quyết định tha cho Xeo Jin. Ông ta yêu cầu Xeo Jin hứa với mình hai yêu cầu, một là bàn giao sổ quỹ trái phép, hai là từ bỏ cuộc chiến giành quyền nuôi Chung Sim để giữ được mạng nhỏ của chính mình. Nhưng Xeo Jin cũng không hiền lành gì, cô ta lập tức đi tìm bộ trưởng Bion, bảo hắn ta giao bằng chứng trong tay cho mình, đổi lại, Xeo Jin sẽ nhờ luật sư lôi được hắn ta ra. Bộ trưởng Bion tuyệt vọng không còn cách nào khác, sau khi có bằng chứng, Xeo Jin đã lấy lại được sức mạnh, không chút sợ hãi đi tìm chủ tịch Diêu nói rằng trong tay mình không chỉ có sổ sách, còn có bằng chứng của tất cả những chuyện xấu mà bố chồng đã từng chỉ thị cho bộ trưởng Bion làm. Nếu bản thân xảy ra chuyện gì bất chắc, vậy thì chủ tịch Diêu cũng sẽ bị bắt lại. Cứ như vậy Xeo Jin lập tức biến nguy cơ thành cơ hội, không hổ danh là người tâm cơ nhất bộ phim này. Để lấy lại những bằng chứng đó, chủ tịch Diêu đã cam kết lấy cổ phần của công ty ra trao đổi. Sau khi suy xét cẩn thận, Xeo Jin cho rằng cách này cũng không tồi, thay vì đến cuối cùng không nhận được gì chi bằng bây giờ nắm giữ cổ phần trước. Vì vậy cô ta dẫn Kang Woo đến nơi cất giấu bằng chứng và hoàn thành giao dịch với họ. Cả hai bên đều có được thứ mình muốn. Sau đó, Xeo Jin mới phát hiện ra rằng thư chuyển nhượng cổ phần đó thực ra là giả mạo. Điều này khiến cô thức đến nghiến răng nghiến lợi. Chủ tịch Diêu đưa bằng chứng phạm tội cho Di Diêu, bảo cô ấy đến đồn cảnh sát tố cáo mình, nhưng Di Diêu lương thiện không làm theo, bởi vì cô ấy biết thời gian của chủ tịch Diêu không còn nhiều nữa, không đành lòng để ông ta chết trong tù. Di Diêu đưa chủ tịch Yêu đến nhà tang lễ để ông ta xin bố mẹ tha thứ. Chủ tịch Diêu biết rằng mình là nguồn gốc của mọi điều ác nên đã quỳ trước di ảnh cha mẹ Di Diêu, bày tỏ tội lỗi áy náy sâu sắc. Thấy lão chủ tịch tự trách như vậy, Di Diêu lúc này cũng buông bỏ, còn Xeo Jin lại đến gặp bộ trưởng Bion để bàn bạc đối sách nhưng không nói cho hắn ta biết mình bị lừa. Bộ trưởng Bion nghĩ rằng Xeo Jin đã nhận được cổ phần, xúi giục cô đi lôi kéo ban hội đồng công ty trước, ảo tưởng chấm dứt được tập đoàn Moe Sang và bảo Xeo Jin cứu mình ra càng sớm càng tốt, bởi vì trong tay hắn ta vẫn còn một con át chủ bài. Nhưng làm thế nào để giải cứu bộ trưởng Bion cũng là vấn đề. Ngay khi Xeo Jin bất lực thì tìm thấy cơ hội, trong lời nói của đồng nghiệp nói rằng các nhà đầu tư nước ngoài sắp đến thăm công ty, còn chỉ đích danh muốn cùng bộ trưởng Bion thảo luận, bàn bạc, nếu không hợp tác thì sẽ bị chấm dứt hợp đồng. Vì vậy, Xeo Jin đã nắm bắt cơ hội này, đưa bộ trưởng Bion ra khỏi tù. Thấy bộ trưởng Bion đột nhiên xuất hiện trong công ty, Son Ho và Kang Woo cảm thấy rất khó hiểu. Anh nắm lấy cổ áo bộ trưởng Bion chất vấn hắn ta đang xảy ra chuyện gì. Bộ trưởng Bion bày tỏ đó là ý của chủ tịch Diêu. Vì vậy cả hai mang theo sự nghi ngờ đến tìm cha. Ông nói với họ không được can thiệp vào vấn đề này. Ông đã lên sẵn kế hoạch, hóa ra mánh khóe nhỏ của Xeo Jin đã bị nhìn thấu từ lâu. Chủ tịch Diêu biết rằng mình sắp chết rồi, muốn trước khi chết tự tay loại bỏ bộ trưởng Bion và Xeo Jin. Đó mới là cách trục tội tốt nhất cho Di Diêu. Vì vậy, ông ta tương kế tự kế thả bộ trưởng Bion ra ngoài. Vì con rể còn có chút chỗ để lợi dụng nên không xử lý ngay. Từ miệng bố vợ, bộ trưởng Bion biết rằng Xeo Jin bị lừa, hắn ta lập tức nổi giận tìm Xeo Jin, lấy chai nước trên bàn, hất thẳng vào mặt cô. Bộ trưởng Bion không ngờ mình lại bị lừa tức dẫn đến mức nổi cơn tam bành. Trong văn phòng, túm lấy Xeo Jin mắng cô ta là một người phụ nữ ngu ngốc, vậy mà dám dùng bằng chứng mà hắn ta vất vả thu thập được để đối lấy giấy chuyển nhượng cổ phần giả. Xeo Jin đuối lý có lời khó nói, cô ta cũng không ngờ chủ tịch Diêu lại gian xảo như vậy. Hai người tự có tính toán riêng trong lòng, một người muốn lấy được sổ sách quỹ phi pháp của đối phương, nhưng vì không tin tưởng nhau nên trắng tay. Để tìm ra con át chủ bài trong tay bộ trưởng Bion, Xeo Jin sắp xếp Đông Su theo dõi hắn ta. Quả nhiên cô ta đã nghe được một bí mật gây sốc, Kang Woo không phải con trai của chủ tịch Diêu Man Hu. Tại bãi đỗ xe ban đêm, người phụ nữ đang gọi điện thì tự nhiên có một chiếc ô tô chặn đường. Bốn người đàn ông bước xuống xe, Xeo Jin thấy vậy không phải là điều tốt lành liền sợ hãi bỏ chạy. Nhưng rất nhanh cô đã bị bắt, cô ta bị trói vào một nhà kho, nhìn thấy bộ trưởng Bion dẫn người chậm rãi đi về phía mình. Xeo Jin bị dọa sợ không biết nên làm gì, chuyện cô bị kéo vào hẻm nhỏ năm đó vẫn rành rành trước mắt, sợ rằng bộ trưởng Bion sẽ lại âm mưu quấy rối mình. Chuyện này bộ trưởng Bion cũng không giả vờ nữa, ông ta thừa nhận là mình đã cử người bắt cóc Xeo Jin vào đêm hôm đó, rồi kéo vào ngõ làm việc bẩn thỉu. Bộ trưởng Bion yêu cầu Xeo Jin bàn giao giấy tờ bất hợp pháp, nếu không sẽ để cô nếm trải ác mộng của quá khứ một lần nữa. Mặc dù trong lòng Xeo Jin sợ hãi đến cùng cực, nhưng sổ là quân bài giữ mạng sống cuối cùng của cô ta, có đánh chết cũng không thể giao nó ra. Ngay khi bộ trưởng Bion chuẩn bị ra tay thì Đông Su chạy đến hiện trường để cứu người mình yêu, anh ta đã đưa sổ sách cho bộ trưởng Bion. Bộ trưởng Bion nhận được sổ sách còn không quên đâm trọt để gây bất hòa, nói rằng tất cả những điều này là mệnh lệnh của chủ tịch Diêu. Sau khi được cứu, Xeo Jin lạnh lùng cho Đông Su một cái bạt tai, nói anh ta đã làm hỏng việc tốt của mình, bây giờ không có sổ sách bất hợp pháp sẽ giành phải hạ thủ vi cường.
Hôm sau, cô ta lén vào phòng của chủ tịch Diêu, tìm thấy một sợi tóc trên gối, rồi cho nó vào túi cùng bàn chải đánh răng của Kang U, đưa cho Đông Su bảo anh ta mang đi xét nghiệm quan hệ cha con. Kết quả kiểm tra đúng như mong đợi, chủ tịch Diêu và Kang U không có quan hệ cha con, có bí mật này trong tay, cô ta tiếp tục hoành hành ngang dọc. Ngày kế thừa, chủ tịch công ty Seojin vội vã chạy vào hội trường nói ra thân thế của Kang U, trước mặt mọi người, nói Kang U không phải con trai ruột của chủ tịch Diêu. Lời nói này gây xôn xao cả hội trường. Chủ tịch Diêu hoàn toàn không tin lời nói của cô ta, cho rằng Seojin muốn sử dụng lời nói dối này để phá hỏng lễ nhậm chức của Kang U. Seojin trực tiếp lấy tờ báo cáo ra, chị gái nhìn thấy báo cáo thì chết đứng. Cô ta cứ như vậy sẽ duy trì dựa vào thức của bản thân để hủy hoại lễ nhậm chức của Kang U. Kang U khó có thể chấp nhận sự thật này, không thể gượng dậy. Anh ấy không thể tưởng tượng được người mình gọi là bố lại không phải là bố ruột của mình. Thấy Kang U buồn như vậy, trong lòng Ji Ziu cũng rất khó chịu, trong cơn tức giận vội vàng đi tìm Seojin. Ji Ziu vô cùng tức giận trước cách làm của Seojin. Cô hỏi tại sao phải làm như vậy, ngoài miệng thì nói yêu Kang U nhiều như thế nào, bây giờ thì lại muốn hủy hoại anh ấy. Seojin lại cho rằng Ji Ziu nên cảm ơn mình, bởi vì trong Kang U bây giờ không phải là con trai của kẻ thù, hai người ở bên nhau sẽ không có gánh nặng nào nữa. Sau đó bộ trưởng Bion đến tìm Seojin tức giận trách móc Seojin đã phá hỏng kế hoạch của mình, thì ra ông ta muốn lợi dụng sổ sách để quay lại công ty, đợi sau khi Kang U kế thừa vị trí chủ tịch sẽ dùng thân thế này để hủy diệt anh, nhưng bây giờ tất cả đã bị hủy hoại bởi người phụ nữ này. Bộ trưởng Bion rất tức giận, hận không thể xé xác Seojin ngay bây giờ. Seojin lại lộ vẻ mặt đầy khinh bỉ, sổ sách bất hợp pháp bị cướp đi rồi còn suýt chết trong tay chủ tịch Diêu, đương nhiên cô ta sẽ kéo mọi người cùng chết, sao có thể chỉ có một mình bị hủy diệt. Cô ta nói vậy thì ông, tôi, chủ tịch Diêu và Kang U phải cùng chết, không phải sao? Bộ trưởng Bion biết người phụ nữ này đã điên rồi, bây giờ cứ thấy người là cắn. Vì vậy ông ta tuyên bố sẽ loại bỏ Seojin, nhưng Seojin cũng không phải là người tốt lành gì. Cô ta cho rằng nguyên nhân mình đi đến bước này đều bắt đầu từ hôm đó. Vì vậy cô quyết định vạch trần bộ mặt thật của bộ trưởng Bion trước khi ông ra tay. Hôm sau Seojin gọi báo chí đến công ty nói ra hết toàn bộ chuyện bộ trưởng Bion đã giúp mình giả mạo danh tính, thúc đẩy hôn sự giữa mình và Kang U và muốn lợi dụng cô ta để cướp lấy công ty. Cô ta nói chuyện này cho các phóng viên, muốn dựa vào chuyện này để nói với mọi người, nếu như xảy ra chuyện gì bất chắc thì chắc chắn là do bộ trưởng Bion gây ra. Lúc này, ông ta liền xông vào phòng, ông ta biết chuyện gì đang diễn ra liền hét lên, rằng sẽ tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Cô nói rằng có giỏi thì giết tôi đi, nếu tôi chết tất cả các phóng viên phương tiện truyền thông đều có thể làm chứng. Seojin nghĩ như vậy là có thể tự bảo vệ mình, không ngờ cô ta vẫn đánh giá thấp sự tàn nhẫn của bộ trưởng Bion. Bộ trưởng Bion lập tức liên lạc với cấp dưới của mình, âm thầm lên kế hoạch giết Seojin. Không ngờ chuyện này bị trong Đông Su trốn trong góc nghe thấy, anh liền nói chuyện này cho Seojin biết rằng bộ trưởng Bion hẹn mình ra ngoài là để ra tay tự giết mình. Ánh mắt Seojin trở nên lạnh lùng, hết cỡ đạp chân ga chuẩn bị đồng quy vu tận với bộ trưởng Bion. Rốt cuộc có chết cũng phải kéo theo tên này. Không ngờ rằng cô lại đâm phải mẹ mình. Nhìn thấy bà hấp hối trong vòng tay, Seojin không kìm được nước mắt. Bà lại cảm thấy rất may mắn lần này cuối cùng cũng ngăn con gái phạm tội. Bà đã dùng hơi thở cuối cùng để nói với Seojin bảo cô dừng lại, đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa. Nói xong thì nhắm mắt, Seojin thấy khóc đến xe gan xé phổi, trái tim chìm vào nỗi đau đớn vô tận. Đồng thời vào lúc này, chủ tịch Diêu cũng đã là ngọn đèn thắp đèn sắp cạn dầu. Trước khi chết ông nghĩ đến mẹ của Son Ho, bày tỏ nỗi áy náy sâu sắc tới con trai vì những sai lầm mình đã gây ra. Cậu cũng đã tha thứ cho ông và gọi ra tiếng bố đầu tiên trong đời. Điều này đã khiến chủ tịch Diêu cảm thấy mãn nguyện. Cuối cùng ông dặn dò Kang U đừng suy nghĩ lung tung. Anh ấy sẽ con trai đẹp nhất của mình. Cứ như vậy trong tiếng khóc ông nhắm mắt xuôi tay. Mẹ của Seojin đã được cấp cứu, nhưng có thể tỉnh lại hay không vẫn là một ẩn số. Seojin nghe thấy vậy thì rất hối hận. Cả đời này ngoại trừ cả ngày oán hận mẹ là một người giúp việc thấp kém, thì cô ta chưa từng báo hiếu mẹ ngày nào. Bây giờ bà đang nằm trên giường bệnh trong tình trạng nguy kịch, Seojin mới nhận ra mình đã phạm một sai lầm lớn. Đã đi đến bước này, Seojin cũng không biết nên phải làm gì. Đông Su khuyên cô đến đồn cảnh sát tự thú. Seojin vẫn còn một chút do dự, không cam tâm kết thúc như thế này, nhưng đó là cách duy nhất để kết thúc tất cả. Cô đến bệnh viện muốn nói xong lời từ biệt cuối cùng thì sẽ đi đầu thú. Cô chân thành xin lỗi mẹ, thừa nhận sai lầm của mình và cầu xin mẹ nhất định phải tỉnh lại. Cô không muốn trở thành người giết hại mẹ. Sau đó Đông Su dẫn cảnh sát đến phòng bệnh, Seojin biết rằng bản thân đã làm rất nhiều chuyện xấu cũng nên bị pháp luật trừng phạt, vì thế đã thẳng thắn thú nhận mọi tội lỗi. Trước khi đi cô dặn Đông Su, và chân thành cảm ơn anh vì đã luôn thầm lặng giúp đỡ mình, cũng chính là anh đã cho mình dũng khí tự thú. Bộ trưởng Bion biết tin bố vợ đã chết cho rằng cơ hội của mình đã đến, đã có thể quay trở lại công ty, nhưng ông ta vừa mới đến tập đoàn Moesang thì đã phát hiện mình bị theo dõi. Bộ trưởng Bion muốn chạy trốn bằng cầu thang bộ, thì bị người đàn ông từ phía sau siết chặt cổ.
Trong lúc giằng co, bộ trưởng Bion bị người đàn ông đẩy xuống cầu thang, đập đầu chảy máu. Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, bộ trưởng Bion mới nhìn rõ người đàn ông là cấp dưới của chủ tịch Zhu. Thì ra nguyên nhân chủ tịch cứu hắn ra chỉ là muốn bộ trưởng Bion và Xiao Jing cắn nhau. Cuối cùng bản thân làm ngư ông đắc lợi, dặn dò thuộc hạ chỉ cần mình chết thì phải tiêu diệt bộ trưởng Bion. Nhìn những đồng tiền vất vả kiếm được vương vãi khắp nơi, bộ trưởng Bion không cam tâm mà nhắm mắt. Ở trong tù, Xiao Jing cả ngày không thể ngủ được, liên tục đập đầu vào lan can khiến các tù nhân khác không thể ngủ được, kéo đầu cô ta dậy định dạy dỗ một bài học. Xiao Jing rối loạn tinh thần cảm thấy như vậy là chưa đủ, yêu cầu họ đánh mạnh hơn. Đã một năm trôi qua, để thành toàn cho anh trai và chị, Son Ho quyết định rời khỏi công ty du học. Trong trái tim cậu, Ji Ziu sẽ mãi là nữ thần của riêng mình, chỉ cần người trong lòng hạnh phúc thì đã rất mãn nguyện rồi. Bên này, bà bác cũng đã tỉnh dậy sau hôn mê, trở thành bếp trưởng khách sạn 5 sao, Đông Su luôn ở bên cạnh chăm sóc bà thay Xiao Jin làm tròn chữ hiếu. Còn Ji Ziu và Kang U sau nhiều thăng trầm cuối cùng cũng đến được với nhau. Ba bước chân dung gia đình treo trên tường đã thể hiện được lúc này, họ đang hạnh phúc như thế nào. Cuối phim, hai vợ chồng cùng nắm tay chung xin đi bộ trên con đường nhỏ ở trong rừng. Nếu thấy hay hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để mình có động lực làm được những video hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn.